Gia tộc của vãn bối mặc dù có không ít linh thạch, nhưng tại hạ tư chất bình thường, cho nên gia tộc cũng sẽ không chấp nhận tốn hao linh thạch trên người vãn bối. Vương nữ tử cười khổ nói, nguyên lai là như vậy, kỳ thật tư chất của ngươi cũng không thể tính là quá kém, chúc cơ thực sự không phải không có hy vọng. Bây giờ ngươi gặp lại ta ở đây, cũng coi như ngươi và ta có chút duyên phận. Con độc trùng này ta để lại làm quà tặng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta có việc phải đi. Hàn Lập nói như thế xong nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía quang thủ. Phanh một tiếng vang nhỏ, quang thủ biến mất vô ảnh vô tung, thiết vĩ hạt cứng ngắc rơi xuống trước mặt bọn họ, vẫn không nhúc nhích, giống như vật chết. Tiền bối, ta, nàng đang muốn nói ra lời cảm tả thì đã thấy xung quanh Hàn Lập thanh quang chợt lóe, sau đó Hàn Lập biến mất vào trong chướng khí. Vương nữ tử chỉ có thể cảm tạ trong lòng nàng mà thôi. Mấy người tu sĩ kia nhìn biến dị thiết vĩ hạt trên mặt đất, trong mắt bọn họ đều lộ vẻ ham muốn, nhưng đây là quà tặng của cao giai tu sĩ tặng cho vương nữ tử, bọn họ cho dù trong tâm có phát sinh tàn niệm, cũng không dám động thủ cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương nữ tử sau khi dùng vài bùa chú phong bế liền hoan hỉ đem nó thu vào trong túi linh thú. Lúc này từ trên trời cao truyền đến một tiếng phích lịch, sau đó trướng khí đang bao phủ cả bầu trời đột nhiên quay cuồng, tiếp theo cuồng phong trật nổi lên, làm cho chướng khí tản mát đi một ít, mơ hồ có thể thấy trên trời cao mây đen nghìn nghịt, có vẻ như mưa gió sắp nổi lên tại sao lại có cơn mưa trái mùa như vậy lúc này hàn lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi đen phía xa xa thì thào nói một câu rồi hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía đỉnh núi vài tiếng sấm vang lên mây đen từ khắp nơi rồn về cuồng phong gào thét khắp nơi mưa bắt đầu rơi mịt mù quang mang trên người hàn lập chợt tắt hắn hạ xuống một khối đá lớn trên đỉnh núi nhờ có linh quang che đậy trên người hàn lập không hề có giọt mưa nào trên một phiến đá lớn cách đó không xa lại đang có 78 danh tu sĩ tụ tập ở chỗ này, có hai tên trúc cơ kỳ, còn lại đều là tu vi luyện khí kỳ. Những người này đều dùng một cái khăn quấn trên đầu, trang phục bọn họ đã chứng minh tất cả đều tu sĩ địa phương, bọn họ giật mình khi thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi. Hàn Lập thấy mấy người kia chú ý đến hắn, chợt thả ra linh khí kinh người, tay áo bảo phất một cái, lạnh lùng nói. Tất cả đều cút cho ta, cuồng phong gào thét, một cỗ hào quang cuồn cuộn ra. Vài tên tu sĩ kinh hãi, có tên vội thả ra vòng bảo hộ để ngăn cản, có tên vội vàng ngự khí bay lên không, nhưng hào quang sau khi hiện lên, đều bị thanh hà thổi quét bay ra xa vài chục trượng, tất cả đều không có ngoại lệ. Lúc này, những người này biết rằng bọn họ đang gặp cao giai tu sĩ, không nói thêm câu nào liền hướng chân núi bay đi, không dám chỉ hoãn. Hàn lập nhìn những người này cho đến khi bọn họ hóa thành một điểm đen, sau đó tất cả đều biến mất, liền ngẩng đầu nhìn lên không chung. Giờ phút này mây đen tụ cả lại trên không chung, ngân xà loạn vũ, lôi minh không ngừng. chương 971, khách tới, quát lớn một tiếng xong, hàn lập trong lòng theo lời khuyên của đại diễn thần quân hành động. Sắp tới hắn muốn thi pháp thu lôi, tất nhiên không muốn bị các tu sĩ ở đây là vướng tay vướng chân. Thở ra một hơi, hắn vỗ vào túi chữ vật, các pháp kỳ màu sắc bất đồng xuất hiện. Hàn lập vung tay lên, các pháp kỳ đó liền hướng bốn phía bay đi, lóe lên rồi không thấy đâu nữa. Hàn lập ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng thoáng hiện lôi quang, khóe miệng lẩm bẩm lúc này quanh thân linh quang chấp động thân hình bỗng từ từ bay lên lên tới cách mặt đất hơn 30 mươi trượng hai tay bấm pháp quyết kết thành một cái cổ quái ấn quyết từng đợt trầm thấp chú ngữ theo hàn lập trong miệng truyền ra nhất thời phía dưới các màu hào quang chấp động phốc phốc sau vài tiếng trầm đục mấy cột sáng từ dưới đất phóng lên cao biến thành những cây trận kỳ to lớn đứng vững trên mặt đất không nhúc nhích tiếng chú ngữ của hàn lập không dừng lại nửa phần pháp kỳ ở phía dưới theo tiếng chú ngữ mà phóng xuất ra linh khí nhẹ nhẹ, một cái tụ linh pháp trận đường kính hơn 10 trượng dần dần hình thành. Trong hào quang, các loại ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển không thôi, toàn bộ pháp trận như chuẩn bị kích phát. Mà ngay trong nháy mắt khi pháp trận xuất hiện, vùng trời cao xung quanh vốn thoạt nhìn lôi điện vẫn ở xa xa, đột nhiên giống như bị thứ gì dẫn dắt, tiếng sấm ngày càng rồn rập, điện quang dần dần tới gần vị trí hàn lập. Hàn lập hai mày nhíu lại, trong miệng pháp quyết tạm thời dừng lại, lật bàn tay, trong tay lại xuất hiện một bình ngọc cao vài tấc. Bình này là pháp khí hắn vì thu thiên lôi mà đặc biệt luyện chế ra. Nhẹ nhàng ném đi, bình nhỏ được đưa đến giữa không trung. Một đạo pháp quyết màu xanh đánh lên trên bình, bình ngọc sau vài lần xoay chuyển, miệng bình vững vàng hướng lên trời, bất động. Lúc này hàn lập hai tay trà sát một cái, đồng thời hướng về phía trước dương lên. Hai đạo đại kim hồ đạn bắn ra, đồng thời đánh vào đáy bình ngọc. Sau một tiếng lôi minh, một màn quỷ dị xuất hiện. Bình ngọc khẽ rung lên, hai đạo kim hồ đạn tiến vào trong bình lập tức, sau đó hàn lập trong miệng quát khẽ một tiếng, hướng không trung điểm chỉ. Phốc suy một tiếng, một kim hồ đạn từ trong miệng bình phun ra, hóa thành một cây điện mâu dài mấy trượng ở phía trên bình ngọc chớp động liên tục, chỉ thẳng lên bầu trời đen kịt. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo hồ quang màu bạc đột nhiên chợt lóe lên, từ không trung đánh xuống, hoàn hảo đánh ngay phía trên kim mâu. Kim mâu hơi rung lên, đạo ngân hồ thuận thế hạ thẳng xuống, trong nháy mắt nhập vào trong bình cứ như vậy lần lượt các đạo hồ quang liên tiếp bị pháp trận hấp dẫn mà đến lại bị tích tà thần lui dễ dàng thu vào bên trong bình ngọc một lúc lâu sau bình ngọc sau khi thu một đạo hồ quang lớn bắt đầu truyền ra tiếng động ẩm vang giống như sóng thần hàn lập nghe được âm thanh này trên mặt không khỏi lộ vẻ vui sướng nâng tay hướng không trung chụp một cái vào khoảng không điện mâu màu vàng tự động tách ra bình ngọc từ không trung bay xuống bị thu vào trong tay hắn tay áo bảo của hàn lập lại vung lên một cái bình kiểu dáng không khác nhiều lắm lại bay lên không, Kim Mưu tiến tới, tiếp tục thu thập thiên lôi vào bình. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn kỹ cái bình trong tay. Chỉ thấy vật ấy ngân lên khe khẽ không ngừng, trong miệng bình lại có ngân quang trói mắt chấp động, giống như tùy lúc có thể bắn ra vậy. Ba một tiếng, một tấm phù màu vàng liền được dán lên miệng bình, tiếng vang trong bình im bặt, ngân quang nháy mắt ảm đạm. Hàn lập đem cái chai cái cẩn thận thu vào túi chữ vật. Sau đó tiếp tục ngửa đầu nhìn chăm chú vào thiên không. Gần nửa ngày sau, liên tục thu bốn bình thiên lôi, sông tố trên không vẫn không thấy giảm đi, ngược lại nơi này chớp lóe sáng rực, khí thế càng ngày càng lớn. Hàn lập âm thầm cân nhắc, tiếp tục thu một bình nữa là có thể dừng tay. Lôi điện này cũng đủ chuyển hóa lôi hỏa dùng để luyện chế rồi. Đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ động, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về một phía chân trời. Chỉ thấy ở trong không trung xa xa, hào quang chấp động, một đạo bạch hồng đột nhiên xuất hiện, phi độn mà đến. Hắn chớp mắt hai lần, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Phía dưới tụ linh pháp trận hào quang bắn ra bốn phía, hàn lập cả người thanh quang phiêu phù ở giữa không trung, trên đỉnh đầu hồ quang màu bạc lóe lên không ngừng, lôi điện từng đạo hội tụ lại đây. Tình cảnh như thế này, thập phần đáng chú ý. Chủ nhân của đạo Bạch Hồng tự nhiên đem cảnh này quan sát hết, độn quang chấp lên mấy cái, bay thẳng đến phía hàn lập. Một lát sau, cách hàn lập hơn 30 trượng, hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ tử vận cung trang. Nàng dáng người mảnh mai, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong suốt, hình dáng giống như đang lúc tuổi thanh xuân. Nhưng làm cho người ta thấy kỳ lạ là, cung trang trên người nàng không biết là do loại tài liệu quý hiếm nào chế thành, chẳng những ngân quang lóng lánh, huyễn lệ trói mắt, lại có mấy đạo hàn khí màu trắng ngả quay chung quanh người, phiêu động không ngừng, làm cho nàng giống như vân trung tiên tử vậy, không mang theo chút khói bụi trần gian. Hàn lập dùng thần thức đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi. Đối phương cùng hắn đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cung trang nữ tử ánh mắt ở lướt qua người Hàn Lập, thản nhiên cười nói. Thiếp thân là Bắc minh đảo Bạch Giao Di, đạo hữu cũng là hẹn với phú đạo hữu sao. Thanh âm của mềm mại dễ nghe, thập phần lọt tai. Bắc minh đảo, đạo hữu chẳng lẽ là tu sĩ bác giả tiểu cực cung? Hàn Lập trong lòng cả kinh, hỏi. Tiểu nữ tử đúng là tiểu cực cung ngoại sự trưởng lão, bản cung ở nơi hẻo lánh, không ngờ đạo hữu cũng biết bổn môn. Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu, cung trang nữ tử khẽ mỉm cười. Tại hạ họ hàn, chỉ là hải ngoại tán tu mà thôi. Tại hạ xác thực chịu ước hẹn của phú đạo hữu mà đến. Tên tiểu cực cung, hàn mỗ đã sớm như sấm bên tai. Hàn lập thần sắc khôi phục bình tĩnh, hải ngoại tu sĩ, hàn đạo hữu có thể nhận thức hải ngoại tam tiên, cùng với ba vị đạo hữu này có quan hệ sâu xa, xa. Bạch sao. Bạch giao di thu ba lưu chuyển, mỉm cười hỏi, không biết, tại hạ rất ít cùng tu sĩ khác giao tiếp, luôn luôn ở trên đảo tiềm tu. Hàn lập không chút do dự trả lời, thì ra là thế nhưng thật ra thiếp thân mạo muội đạo hiếu ở đây thu thiên lôi có cần giao di xuất thủ tương trợ hay không đa tạ ý tốt của đạo hiếu tại hạ đã thu gần đủ đây đã là bình cuối cùng như thế thiếp thân trước hết ở đỉnh núi kia ngồi xuống một chút vậy bạch giao di nghe hàn lập như thế vừa nói cũng không có miễn cưỡng lúc này đột quang lại lóe lên thẳng đến một khối cự thạch trên đỉnh núi hạ xuống nàng vừa hiện hình hạ xuống đất nâng tay phóng ra một linh khí dạng cái ô bay vụt lên không trung vật ấy ở trên trời xoay chuyển một lúc, lập tức phóng suốt một loạt bạch quang, đem mưa gió trong phạm vi hơn 10 trượng đều che ở bên ngoài, nàng lúc này mới thong dong khoanh chân ngồi xuống, trên tay hàn quang chợt lóe, một thứ nhỏ cỡ cái bàn tay xuất hiện. Hàn lập ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ ràng vật ấy. Đây là một mảnh bạch ngọc trong suốt như tuyết, trên mặt hàn quang lóe lên, trong suốt trong sáng, rất khác so với mỹ ngọc bình thường. Băng ngọc, hắn tâm niệm vừa chuyển, lập tức nhận ra loại tài liệu quý hiếm này lần trước ngẫu nhiên có được một lọ hàn tủy nhưng đó là do băng ngọc vạn niên sinh ra lúc này cung trang nữ tử đã đem bình băng ngọc phóng ra phía trên hai tay đôi mắt đẹp nhắm lại nhập định xem ra công pháp của nàng không phải thuần túy thuộc tính băng thì cũng là loại công pháp âm hàn nếu không cũng sẽ không mượn cái loại ngọc hàn lực này để tu luyện công pháp thứ này cùng với lúc hàn lập dùng tuyết phách hoàn có hiệu quả như nhau chẳng qua băng ngọc này cho dù là phẩm chất cũng tuyệt đối không thể cùng so sánh với hiệu lực kinh người của tuyết phách. Hàn lập mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đối với nữ tử này lại theo bản năng nổi lên vài phần đề phòng. Nhớ lại bác giả tiểu cực cung tình nguyện cứ vài thế hệ lại cùng yêu thú cao dai chém giết một hồi, cũng không nguyện đem hàn tủy giao ra, có thể thấy được cung này đối vật ấy rất coi trọng. Nếu để cho nàng biết chấn cung chi bảo đang ở trên người mình, không cần phải nói, khẳng định sẽ gây nên một hồi thiên đại phiền toái. Trong lòng như thế nghĩ, Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi, Nhìn chằm chằm vào bình nhỏ không chung, mặt không chút thay đổi. Sau đó không lâu, cái bình nhỏ thứ năm cũng thu đầy thiên lôi, Hàn Lập lúc này đem pháp khí thu lại, từ không trung chậm rãi bay xuống, dừng ở giữa tụ linh pháp trận. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết, đánh ở phủ cận pháp kỳ, nhất thời pháp trận cấm chế biến đổi, khởi động một đạo thanh quang, đưa hắn vào trong đó. Hàn Lập cũng ngồi ở giữa pháp trận, cùng cung trang nữ tử xa xa đối mặt nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt nàng, hắn cũng sẽ không đi luyện chế thứ gì. Kể từ đó, phía trên ngọn núi ngoại trừ tiếng lôi minh mưa gió ra, liền trở nên im ắng. Mưa to ước chừng suốt một ngày một đêm mới dần dần tạnh, mặt trời kiêu ngạo lại xuất hiện trong không trung, không khí lập tức trở nên nóng dần, trương khí từ mặt trầm chậm, chậm bốc lên, một lần nữa đem toàn bộ sơn mạch bao phủ. Vốn dĩ các loại kiến đã lui về tổ, cũng đều lại chui ra khỏi mặt đất. Hàn lập tâm vô gợn sóng đem thần thức chậm rãi phóng ra, cảm ứng phạm vi trong hơn 10 dặm. Thần niệm đến nơi nào, vô luận là mấy con kiến đánh nhau, hay là hoa quả rơi xuống đất đều chân chân thật thật truyền vào trong thần thức hắn giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích ngẫu nhiên có tu sĩ cấp thấp đi nhầm vừa thấy tu vi kinh người của Hàn Lập và Bạch Giao Di không cần hai người nói cái gì tu sĩ đó liền sắc mặt đại biến chạy trối chết không dám ngưng lại một lát vì thế Hàn Lập cùng cung trang nữ tử này ngồi xuống đã ba ngày ba đêm tới buổi sáng ngày thứ tư rốt cuộc lại có cao giai tu sĩ đã tìm đến ngọn núi cao nhất lúc này đến là một gã đại hán cao như thiết tháp tướng mạo cực kỳ xấu, cả người ngăm đen. người này không biết tu luyện công pháp gì, khi tới lại đứng trên một con rùa màu xanh, thổi mạnh một trận tà phong đến. đại hán vừa thấy hàn lập cùng bạch sao di, lúc này cười lớn một tiếng, không nói hai lời ngay tại đỉnh núi khác tìm chỗ ngồi xuống. chẳng qua hắn cũng không có ý tứ nhắm mắt dưỡng thần, mà là từ trong lòng lấy ra một quyển ánh vàng rực rỡ, đắc ý rung đùi dở ra. hành động giống như con mọt sách, thật sự cùng hình thể tướng mạo của đại hán khác nhau một trời một vực có vẻ hơi buồn cười. Hàn lập cùng bạch sao di thoạt nhìn lại như không thấy, vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhưng trên thực tế, hàn lập trong lòng đã muốn nhăn mày lại. Đại hán này cũng là nguyên anh trung kỳ, xem ra mục đích lão giả phú họ hẹn bọn họ, thật sự phi thường, đến cả sơ kỳ tu sĩ cũng không đủ tư cách tham gia. chương 972, Bồi Anh Đan và Âm Chi Mã Sau khi đại hán tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thêm một tu sĩ nào tới nữa điều lạ là chẳng ai chủ động bắt chuyện với người khác cả. Ước chừng qua gần nửa tháng, trường khí đã tan phân nửa, lúc đó chân trời mới xuất hiện độn quang kinh người, hai đạo kinh hồng đồng thời bay tới trên ngọn núi. Độn quang bay quanh đỉnh đầu ba người vài vòng, dừng lại ở khoảng không giữa ba người, thân hình một nam một nữ liền hiện ra. Nam chính là lão giả họ phú cửu U Tông còn nữ là một hắc y mỹ phụ, lông mày hơi thô, vẻ mặt lạnh lùng. Ba vị đạo hữu đến theo lời hẹn thế này thật sự là vinh hạnh của phú mỗ, Tại hạ vốn còn chuẩn bị sẵn việc có đạo hữu không tới, nay xem ra không cần rồi. Ánh mắt lão giả họ phú quét qua ba người hàn lập, sắc mặt đầy vui mừng nói. Hắc y Mỹ phụ bên cạnh hắn vẫn lạnh như băng, không nói một lời. Tại hạ lần này tuy rằng tới đây nhưng nếu sự tình mà phú huynh nói ta không có hứng thú, nguyên mỗ sẽ lập tức vỗ mông bỏ đi ngay. Tại hạ đang trong thời kỳ mấu chốt để đột phá bình cảnh, không có thời gian để lãng phí vào những việc nhỏ đâu. Đại hán cười lạnh, không khách khí nói. Nguyên huynh yên tâm, đạo hiếu đã thấy hàn đạo hiếu, bạch đạo hiếu, còn lo rằng phú mỗ nói chuyện không đâu sao. Trước tiên ta xin giới thiệu các vị với nhau, vị này là sư muội tại hạ thường chỉ phương, cửu u tông nội đường trưởng lão. Còn Nguyên huynh là bá chủ một phương, xuất thân từ Nam Cương độc thánh môn, lần này có rất nhiều việc phải nhờ tới huynh, hàn đạo hiếu là hải ngoại tán tu, thần thông kinh người dị thường, bạch đạo hiếu. Lão giả họ phú chỉ vào đám người hàn lập, lần lượt giới thiệu một chút. Khi nghe được lão giả họ phú nói hàn lập thần thông kinh người, đại hán cùng bạch giao di trong mắt đều hiện vẻ ngạc nhiên liếc nhìn hàn lập mắt một cái. Hàn lập nghe vậy ngẩn ra, hơi nhướng mày, đạo hữu thật sự khen nhầm rồi, tại hạ tu vi bình thường, không biết thần thông kinh người là từ đâu mà nói. Hàn lập mặt ngoài bình tĩnh nói, đạo hữu cần gì giấu giếm nữa, phú mẫu nghe nói, đạo hữu chẳng những ở tấn kinh tiêu diệt nguyên anh sơ kỳ thiếu lão nhân, sau khi ở giao dịch hội ngầm còn đối mặt một lần đánh chết hát hỏa đầu đà đại danh đỉnh đỉnh, đạo hữu tu vi cao, chuyện này còn gì bàn cãi sao? Lão giả họ phú đầy thâm ý nói, ác hỏa đầu đà là hàn đạo hữu đánh chết, đại hán họ nguyên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hàn lập. Bạch giao di con mắt sáng chuyển động, cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ có hắc phụ mỹ nhân tựa hồ đã biết việc này, bộ dáng vẫn rất thở ơ. Phú huynh có lẽ hiểu lầm, ta ở tấn kinh quả có đánh chết một gã tu sĩ không biết tốt xấu nguyên anh sơ kỳ, nhưng còn cái gọi là ác hỏa đầu đà cũng không phải là tại hạ xuất thủ, mà là một tu sĩ khác gây nên. Đạo hữu thấy tại hạ là một gã tán tu, có thể có loại này thần thông nghịch thiên này sao? Hàn lập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Một tu sĩ khác, ta xác thực nghe nói, lúc ấy có hai gã tu sĩ khuôn mặt tương tự đồng thời cùng ác hỏa đầu đà rằng co. Chẳng lẽ lúc ấy xuất thủ thực không phải đạo hữu lão giả họ phú thần sắc lơ đáng buông lỏng, nhưng trong miệng lại tựa hồ không tin nói phú huynh thật đúng là xem trọng tại hạ. Hàn mỗ nếu có thực lực trong nháy mắt đánh chết nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lúc trước cần gì phải tránh những người âm la tông đó, trực tiếp nghênh ngang rời đi là được, ai lại dám ra tay ngăn cản. Hàn lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói, đạo hữu nói cũng có lý, chẳng qua tiếu lão nhân tuy rằng tu vi không cao, nhưng giảo hoạt dị thường cũng tinh thông nhiều loại độn pháp. Đạo hữu có thể đánh chết hắn, cũng chẳng phải tầm thường rồi. Đúng rồi, không biết ngày đó tu sĩ đánh chết ác hỏa đầu đà, Hàn Đạo Hữu có quen biết không, chẳng lẽ là hải ngoại đại tu sĩ không xuất thế? Chật chật, loại tu vi đến hậu kỳ này lại không thấy thấy có danh tiếng đúng là chuyện đáng ngạc nhiên, cũng chỉ có ở hải ngoại mới có thể xuất hiện. Lão giả họ phú lại chép miệng lấy làm kỳ vài câu, bộ dáng tựa hồ đối cổ ma ngày đó cảm thấy hứng thú. Ta đã nghe nói qua, ngày đó sau khi đấu giá hội tại Tấn Kinh kết thúc, ngay trước khi đại hội đấu giá ngầm bắt đầu, xuất hiện một loại quỷ yêu hai đầu bốn tay, thích nhất là cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ. Nghe nói nếu không có một đại tu sĩ xuất thủ đuổi hắn thì e rằng toàn bộ tu sĩ tại giao dịch hội đều đã gặp nạn. Hàn Huynh có trải qua việc này hay không? Đại Hán họ Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ có mặt lúc tên kia sau đánh chết hát hỏa đầu đà chỉ là trùng hợp thôi, không có quan hệ gì khác. Còn về phần yêu quái kia, hẳn là sau khi tại hạ rời đi mới xảy ra, tại hạ đối với việc này hoàn toàn không biết. Hàn Lập khẽ lắc đầu, thần sắc không thay đổi trả lời. Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc nếu có thể tìm được vị đạo hữu đó, không chừng khả năng thành công của chúng ta có thể cao hơn một chút. Lão giả họ phú cười gượng vài tiếng, tựa hồ vô tình lại nhắc tới việc này. Đại hán họ nguyên lại như mắt vừa chuyển, vẻ mặt nghi ngờ. Đúng lúc này, bạch giao di mắt hạnh mở ra, khẽ nói. Phú đạo hữu mấy năm trước hẹn ta đến đây, có phải cũng nên cho biết một ít tình hình cụ thể hay không? Thiếp thân nếu không phải năm đó nợ đạo hữu một cái nhân tình, cũng sẽ không chạy xa như thế tới đây việc này tất nhiên là phải làm, chẳng qua việc này không phải là nhỏ, tốt hơn phải bố trí hạ cấm chế đã. Sau đó sẽ nói rõ cho đạo hữu lão giả họ phú lập tức đáp ứng nói, sau đó phóng ra hơn 10 đạo hỏa quang mà xanh thấm. Bang bang vài tiếng, u hỏa đều bạo liệt, hóa thành một đám sương mù, chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn lập dùng thần thức đảo qua mọi nơi, quả nhiên ở không gian phụ cận phát hiện cấm chế mỏng manh dao động. Tuy rằng không biết loại cấm chế này tính chất ra sao, nhưng đối phương có thể cử trọng nhược khinh thi triển ra, vẫn khiến hắn thầm dùng mình, đối với lão giả họ phú không khỏi xem trọng hơn một phần. Không riêng hàn lập, bạch, nguyên hai người cũng dụng thần niệm đảo qua cấm chế, thấy lão giả cẩn trọng như thế, trong lòng cũng không khỏi gợi lên một tia hứng thú. Chuyện này, kỳ thật lão phu sớm từ 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính. Đến bây giờ thời cơ mới chính thức chín mùi, cho nên mời thêm vài vị đạo hữu cùng làm việc này không biết chư vị đạo hữu có từng nghe qua thượng cổ kỳ dược bồi anh bao giờ chưa? Lão giả họ phú thở ra một hơi, nghiêm nghị nói. Bồi anh đan, bạch giao di cùng đại hán hai người đều mờ mịt, đối này đan dược này một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng thật ra hàn lập được nghe lời ấy thần sắc khẽ đổi, mặt lộ trầm ngâm sắc, tựa hồ nhớ tới cái gì? Như thế nào, hàn hữu biết này đan dược, đại hán thấy biểu tình của hàn lập như vậy, nhịn không được hỏi. À, xác thực biết một ít, nhưng cũng không nhiều bồi anh đan này hình như là trấn tông linh dược của một thượng của tông môn thời kỳ man hoang nghe nói dùng này đan có thể giúp cho nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ có lợi ích vô cùng to lớn do đó càng thêm dễ dàng đột phá bình cảnh trong tu luyện đối nguyên anh kỳ tu sĩ chúng ta mà nói có thể nói thần đan tiên dược chỉ là tông môn này từ lúc man hoang hậu kỳ cũng đã không còn truyền nhân đan phối phương đã sớm thất truyền hiện tại tu tiên giới cũng hiếm có người biết tới đan dược này hàn lập cân nhắc một lát sau đó chậm rãi nói Bản thân hắn nếu không phải là luyện đan tông sư, lại đọc qua rất nhiều thượng cổ bí tịch thì cũng không thể biết được loại đan này. Đại hắn và Bạch Sao Di nghe được lời nói của Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đại hắn lập tức hướng lão giả truy vấn, Phú Huynh hiện tại nói tới việc này, chẳng lẽ có này tin tức của đan? Phải biết rằng sau khi tiến dài đến Nguyên Anh Kỳ, phàm là pháp môn, đan dược, có thể hữu dụng đột phá bình cảnh cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng đều là thứ Nguyên Anh tu sĩ quý như tính mạng mấy thứ này hiếm đến mức thảm thương, một khi có được không một ai không im miệng, chỉ sợ ngay cả người trí thân cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nhiều năm như vậy qua đi, mấy thứ này hơn phân nửa đã thất truyền, non nửa là bởi vì hoàn cảnh tu tiên đại biến nên không thể áp dụng nữa. Tu tiên giới hiện nay, trừ mấy thứ nghịch thiên trong lời đồn, nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào một ít đan dược giúp tăng tiến tu vi mà thôi. Cho nên đại hán vừa nghe được công hiệu của bồi anh đan, không khỏi kích động dị thường. Ha ha, không nghĩ tới hàn huynh lại hiểu biết chính xác loại đan này thực làm cho lão phu có hơi bất ngờ không sai đúng là có tin tức liên quan tới đan dược này bởi vì lão phu từ hơn trăm năm trước đã có được phối phương của bồi anh đan lão giả họ phú mặt lộ một phần đắc y nói phú đạo hữu thực sự có được phối phương đại hán nhất nắm chặt hai tay hai gò má đen thùi không khỏi nổi lên một tia hồng quang trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ không sai phối phương lão phu đã có hơn nữa lão phu tự mình cũng tinh thông đan đạo thuật, chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế ra bồi anh đan quyết không thành vấn đề. Lão giả họ phú không có chỉ hoán, gật gật đầu. Như thế nào, nghe phú huynh khẩu khí, giống như là tài liệu thu thập không tốt. Chẳng lẽ hẹn ta đến đây là vì việc này? Hàn lập lông mi nhướng lên, ngưng trọng hỏi. Hàn huynh quả nhiên là thông minh hơn người. Nếu không khuyết thiếu một thứ chủ tài liệu, bồi anh đan lão phu rất nhiều năm trước đã luyện chế thành. Lúc này đây, vì tài liệu này mới muốn mượn trợ lực của chư vị đạo hiếu. Nhiều năm qua như vậy, Phú Huynh lấy thân phận cửu U Tông trưởng lão cũng không thể tìm được tài liệu luyện đan, xem ra vật ấy thật sự không dễ tìm lắm. Bạch sao Di nhướng mày nói, đâu chỉ là không dễ tìm lắm, lão Phu vốn dĩ nghĩ đến vật ấy nhân giới đã sớm tuyệt chủng, vốn dĩ căn bản đem bồi anh đan đan phương trở thành vật vô dụng. Nhưng không tưởng tượng được, rốt cuộc lại có tung tích của vật ấy. Thế nên mới lại động tâm tư luyện chế đan này lão giả cười khổ một tiếng nói, tốt lắm, phú huynh không cần quanh co lòng vòng, tài liệu cần tìm là thứ ra sao, không ngại trước tiên nói ra cho chúng ta biết. Đại hán họ nguyên không kiên nhẫn truy vấn, cần âm chi máu huyết nhục, lão giả thản nhiên nói, âm chi mã, nhân giới chúng ta nào có linh vật loại này, đạo hữu ở nơi nào phát hiện, hàn lập giật mình kinh hãi, hai mắt nheo lại hỏi. Bạch giao di cùng đại hán nghe vậy, cũng quay sang nhìn nhau. Hắc hắc, vốn dĩ Lão Phu cũng nghĩ thế giới này đã sớm đã không còn linh vật này. Nhưng là trùng hợp trước 30 năm, Lão Phu trong lúc vô ý phát hiện tung tích âm chi mã, hơn nữa chính là tại một nơi ở Nam Cương. Lão giả cười hắc hắc sau, trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm. chương 973, Minh Hà Chi Hiệt, một khi đạo hữu đã tìm được sào huyệt của âm chi mã rồi còn muốn ước hẹn bọn ta đến chỗ này làm gì cho phiền toái. Mọi người im lặng một lúc, rốt cuộc cũng vẫn là đại hán họ nguyên mở miệng trước. Âm chi mã tuy rằng lai vô ảnh, khứ vô tung, am hiểu thuật ẩn nấp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì việc bắt nó đối với lão phu cũng không phải là việc quá khó. Nhưng điều mấu chốt là sao huyệt của linh vật này dĩ nhiên lại ở trong âm dương quật của vạn độc gốc, lão phu không thể đuổi theo đến cùng được. Mà linh vật này lại cơ chí dị thường, nhiều lắm chỉ quanh quẩn ở phụ cận động khẩu, không rời động khẩu lấy một bước. Lão già họ phú rốt cuộc cũng nói ra chuyện khiến cho bản thân thúc thủ vô sách trong hơn 10 năm âm dương quật đại hán lúc này cũng không khỏi nuốt nước bọt khan sắc mặt của bạch giao di cũng trở nên trắng bệch chỉ có hàn lập là chưa bao giờ nghe nói qua có chút tò mò hỏi âm dương quật là nơi nào rất đáng sợ sao hàn đạo hữu không biết âm dương quật thiếp thân suýt quên mất hàn huynh là hải ngoại tu sĩ không biết tuyệt địa này cũng là chuyện bình thường âm dương quật là một trong bảy đại tuyệt địa được công nhận của đại tấn ta tu sĩ bình thường đi vào đó toàn bộ đều hữu khứ vô hồi bạch giao di kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó nhẹ giọng giải thích cho Hàn Lập. Nơi nguy hiểm như vậy có gì đặc thù? Âm Dương Quật, nghe tên đã biết khi đi vào đó sẽ xuất hiện hai đường âm dương. Không nói những cái khác, chỉ cần nói đến âm phong trong hang động quanh năm suốt tháng không ngừng thổi, cho dù có là nguyên anh tu sĩ bị nó quấn lấy thì nguyên anh cũng sẽ hồn phi phách tán, chỉ còn nước đầu thai chuyển thế, chứ đừng nói đến huyền âm chi địa trong hang động, quanh năm âm khí hội tụ, từ lâu đã tự động sinh ra các chủng loại quỷ vật lợi hại phi thường người sống tiến vào trong đó, cho dù có khả năng ngăn cản âm phong cũng sẽ bị số, ượng lớn quỷ vật sẽ tan thành từng mảnh. Lão già họ phú chủ động giải thích cho Hàn Lập, hư, nào chỉ như vậy, âm dương quật ở dưới mặt đất mấy ngàn trượng, bên trong không biết cơ man bao nhiêu thông đạo lớn nhỏ khác nhau đan xen, các loại huyệt động nhiều vô số kể. Trước kia cũng có tu sĩ may mắn đến dược đấy động quật, nhưng cũng không thể nào biết được ở dưới đấy rộng hay hẹp. Tại địa phương ấy cho dù có thả ra thần thức cũng sẽ bị âm phong ngăn cản, so với một người thường không khác biệt là mấy, thậm chí còn xuất hiện lời đồn đại, bên trong cùng động quật có ẩn giấu một con quỷ vương cực kỳ lợi hại, nhưng cũng chưa từng có tu sĩ nào nhìn thấy nó. Dù sao nơi này cho dù là đại tu sĩ cũng không nguyện ý mạo hiểm. Đại Hán hừ một tiếng, nói, trước kia trong động quật ngoài từ một ít quặng mỏ chất lượng kém ra thì cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị. Mọi người cho rằng nơi đây từng là siêu cấp quặng mỏ từ thời thượng cổ đã bị khai thác hết, nhưng cũng không có một ai xâm nhập được vào trong đó. Nhưng Phú Huynh hôm nay lại nói âm chi mã cũng xuất hiện trong đó, xem ra âm dương quật này không chỉ đơn giản như vẻ bè ngoài, nói không chừng bên trong còn có những giá trị khác đáng để tìm kiếm. Bạch sao Di cũng tiếp tục bổ sung, đã nhiều năm trôi qua như vậy, lấy thần thông của Phú Huynh cũng không cách nào bắt được âm chi mã, có thể thấy được hang động này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Cho dù bên trong thực sự có bảo vật, cũng cần phải có tính mạng mới cầm được. Hàn Lập trước đây đã trải qua nhiều hiểm địa như hư thiên biệt, Chuyện ma cốc, tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm trong đó, không chút khách khí nói thẳng. Điểm ấy Lão Phu cũng biết, cho nên tại Hạ đã chuẩn bị hơn 10 năm, cố ý luyện chế mấy loại bảo vật chuyên môn khắc chế quỷ vật. Hơn nữa để đề phòng âm phong, Phú Mỗ còn mang tới tử U Châu của bản tông. Có hạt châu này trên người, tuy không dám nói hoàn toàn ngăn cản được âm phong, nhưng mà đủ sức làm suy yếu gần nửa uy lực của âm phong. Như vậy vài vị đạo hữu cũng đủ bình yên vô sự rồi. Lão già họ phú tự tin dị thường nói. Từ U Châu, Đại Hán cùng Bạch Giao Di nghe đến tên bảo vật này cũng có chút động dung. Đây chính là một trong tam đại chấn tông chi bảo của cửu U Tông. Thế nào, tại hạ đã chuẩn bị chu toàn như thế, lại có ba vị đạo hữu toàn lực tương trợ, cho dù có gặp mặt quỷ vương lợi hại đến đâu đi chăng nữa, dưới sự liên thủ của năm người chúng ta cũng đủ để đối phó. Chỉ cần bắt được âm chi mã, lão phu lập tức dùng linh vật này luyện chế bồi anh đan, đảm bảo chư vị đạo hữu mỗi người một phần, đan dược này là loại linh dược duy nhất có khả năng tẩy tủy dịch kinh cho dù có luyện chế ra được nhiều hơn thì mỗi người cũng chỉ dùng được một lần mà thôi như vậy cũng không lo lão phu làm khó dễ cho dù ở dưới đó còn có thể đạt được bảo vật gì thì cũng chỉ nhìn cơ duyên của chư vị thôi lão già họ phú chậm rãi nói ba người hàn lập đều im lặng không nói cho dù là đại hán vừa rồi ra vẻ biểu hiện kích động nhất lúc này cũng đầy vẻ trầm ngâm một khi phú huynh đã có chuẩn bị như thế tại sao còn cần đến ba người chúng ta quý tông nguyên là một trong thập đại ma tông muốn tìm đến nguyên anh trung kỳ tu sĩ tùy ý cũng có thể tìm được mấy người bạch giao di vân vê lọn tóc trên trán hòa nhã hỏi nghe được câu hỏi này thần sắc hàn lập hơi động đại hán cũng nhìn thẳng vào gương mặt lão già họ phú tựa hồ hai người đối với câu trả lời của lão già cho câu hỏi này đặc biệt quan tâm từ bên trong tông môn tìm người giúp đỡ đối với người khác thì có thể nhưng đối với lão phu lại tuyệt đối không được năm đó vì một sự kiện ân oán bên trong tông môn phú mỗ cũng đại đa số đồng giai tu sĩ trong tông môn trở mặt. Ngoại trừ thường sư muội ra, mấy người còn lại chỉ rằng đang ước mong cho lão phu chết sớm. Mặc dù bọn đỏ không chịu xuất thủ nhưng lão phu vẫn còn lo lắng bọn họ sau lưng dở độc thủ ám toán. Trên nét mặt già nua chợt lóe lên vẻ tàn khốc, ẩn hiện một chút giận dữ trong đó. Hàn lập hơi chút dùng mình, lời này cũng với không giải thích khác nhau là mấy, ai cũng chẳng biết thật giả trong đó, chỉ biết đối phương nói như thế. Nhưng cũng không tiện hỏi sâu thêm vào, mấy người chỉ biết trầm mặc không nói. Muốn đi vào âm dương quật là chuyện thật sự quan trọng, thiếp thân muốn cẩn thận cân nhắc một chút. Không bằng như vậy được không, ba ngày sau thiếp thân sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Bạch Giao Di cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, nói. Ba ngày, đương nhiên có thể, âm dương quật vào nửa năm sau mới là lúc âm phong ở trạng thái suy yếu nhất trong 20 năm. Lúc đó tiến vào mới là thời điểm thích hợp nhất, hơn nữa để đối phó với quỷ vật, vài vị đạo hữu đồng giảng cũng cần chuẩn bị một vài pháp khí, bảo vật đặc thù. Cho dù vài vị có lập tức đáp ứng, cũng cần nửa năm sau mới có thể tiến vào động quật. Nhưng trước khi rời đi, ta cần chư vị đạo hữu đồng thời sử dụng minh hà chi trang trong tay tại hạ, dụng máu huyết viết độc thể thủ khẩu như bình mới được. Tại hạ trước tiểu nhân sau quân tử, không hy vọng chuyện tình về bồi anh đan cùng âm chi má tạo nên huyên náo. Lão già họ phú mỉm cười, tay áo rung lên, hé ra một trang giấy ố vàng nhưng lại hừng hực hát sắc hỏa diễm, xuất hiện trước mặt mấy người. Minh Hà chi trang, chính là kiện tà khí khiến cho người sử dụng vi phạm lời thề sẽ gặp tai họa bất ngờ. Vật này không phải đã sớm mất tích mấy trăm năm sao? Đại Hán nghe vậy, lập tức thất thanh kêu lên. Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng cũng cả kinh, tà khí này tại hạ có được là do dùng giá cao thu mua ở phường thị ngầm. Công hiệu của vật này thực ra cũng không khoa trương như đồn đại, nhưng trong thời gian ngắn khiến các vị đạo hữu thủ khẩu như bình thì có thể thực hiện được năm xưa phong thiên hành của thiên ma môn chết đi như thế nào, hàn đạo hữu có lẽ không biết, nhưng bạch, nguyên hai vị đạo hữu chắc rất rõ ràng. Phong phong thiên hành đồng dạng cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ta nghĩ ba vị đạo hữu sẽ không lấy thân để thử đâu. Lão già họ phú lạnh lùng nói, hảo, có thứ tốt như bồi anh đan này, nguyên mộ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ước hội nửa năm sau nguyên mộ nhất định sẽ đến đúng hẹn. Sắc mặt đại hán trở nên âm tình bất định trong đôi chút rồi kiên quấy nói ra sau đó hắn đột nhiên hướng trang sách màu đen vẫy tay một cái, đem vật ấy cuốn tới trước người vài thước rồi há mồm, phun ra một ngụm tinh huyết lơ lửng trước trang sách. Đại hán vươn ngón trỏ, quyệt lấy một ít tinh huyết viết lên trang sách một ít văn tự cổ đại. Một lúc sau, khi ngón tay vừa rút ra, một cái quỷ đầu mặt mũi hung tợn từ trong hắc diễm hiện lên, hướng về phía đại hán giữ tợn cười to, cái mồm mở ra, tất cả huyết văn trên trang sách đều bay lên, không chút do so dự đều bắn thẳng vào mồm của quỷ đầu quỷ đầu trong nháy mắt cũng biến thành một cỗ khói xanh, biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi máy động thêm lần nữa. Mà lão già họ phú đem trang sách thu hồi, thoáng nhìn qua một cái, trên mặt lộ vẻ hài lòng, chuyển hướng nhìn về phía bạch giao di. Nàng hơi do dự một chút, tùy bộ dáng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đồng dạng nâng tay lên hướng về trang sách, làm đúng như trước. Quỷ đầu cũng đồng dạng xuất hiện một lần nữa rồi quỷ dị biến mất. Khi ánh mắt lão già hướng về phía Hàn Lập, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tuy biết rằng cuộc trò chuyện vừa rồi có một số chi tiết kiêng kỵ nhưng hiện tại cho dù cảm thấy thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Mặt hắn không chút thay đổi hướng trang sách ngoắc ngoắc, trang sách tức thì bay vọt đến trước mặt. Nhìn lại một lần lên trang sách, hắn liền cắn lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng sử dụng tinh huyết của chính mình viết lên trang sách lời thề sẽ không để lộ nội dung lần ước hẹn hôm nay. Huyết quang chợt lóe, quỷ đầu từng xuất hiện hai lần trong hắc diễm lại một lần nữa hiện lên. Nó âm trầm cười, vừa mới mở mồm ra thì đột nhiên trong cơ thể Hàn Lập có vật gì động đậy, trong giây lát truyền ra tiếng gầm gừ quái dị, thanh âm tuy không lớn, nhưng những tu sĩ ở đây lại có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Mấy người lão già không có phản ứng gì khác thường nhưng quỷ đầu kia vừa nghe thấy thanh âm đó thì gương mặt lập tức vặn vẹo, méo mó, phát ra một tiếng gầm nhẹ khó hiểu rồi tán loạn biến mất, phảng phất như kinh hoàng bỏ chạy. Lão già họ Phú, Đại Hán, bốn người không khỏi trợn mắt há mồm trên mặt hàn lập hiện lên một tia khác thường hít một hơi tay áo hướng trang sách phất một cái đồng thời trong miệng lạnh nhạt nói tại hạ không cần lo lắng thêm gì cũng đáp ứng đạo hữu sẽ phó ước đúng giờ nhưng thứ này xem ra cùng một vật trong cơ thể tại hạ có chút tương khắc khiến tại hạ không thể viết xuống lời thề hàn mỗ là một giới tán tu trong nửa năm sau cũng sẽ ở lại nam cương không rời đi đâu cũng sẽ không nói việc này cho bất kỳ kẻ nào thứ này chắc không cần dùng nữa lúc này Minh Hà Chi Trang được một mảnh thanh hà nâng lên đưa về phía lão già họ Phú. Lão già họ Phú cầm lấy trang sách, trên mặt còn lưu lại vẻ giật mình còn chưa biến mất, lóng ngóng một khoảng thời gian không biết xử lý ra sao mới tốt. Phải biết rằng ngoại trừ loại bảo vật quỷ dị như Minh Hà Chi Trang, hắn cũng không còn biện pháp nào khác để đảm bảo đối phương tuân thủ lời hứa không tiết lộ chuyện liên quan đến bồi anh đan. Phú Sư Huynh, ta nghĩ rằng Hàn Đạo Hữu nói như vậy cũng có đạo lý. Minh Hà Chi Trang này không cần dùng cũng được, Ta tin rằng Hàn đạo hữu cũng sẽ không nói lỡ lời cho ai khác đâu." Hắc Y Mỹ phụ từ đầu đến giờ vẫn im lặng lại đột nhiên mở miệng. Tiếng nói của nàng có chút khàn khàn, nhưng tràn ngập một loại nói không nên lời từ tính, thu mâu khẽ chuyển, cả người cũng trở nên phong tình vạn phần. Chương 974, quái nhân. Chính sư muội của mình đã nói như thế, trong mắt lão già họ Phú thoáng hiện lên một tia do dự nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Nếu Minh Hà chi trang đối với đạo hữu đã không có tác dụng, lão phu cũng không miễn cưỡng nữa nhưng tại hạ muốn lưu lại trên người đạo hữu một tiêu ký chỉ cần đạo hữu không ly khai nam cương nửa năm sau tiêu ký cũng sẽ tự động biến mất hàn đạo hữu không ngại để lão phu tiến hành như vậy chứ có thể hành tung tại hạ thực sự không cần bí ẩn đạo hữu cứ việc làm phép hàn lập cười một tiếng không chút nghĩ ngợi đáp ứng lão già vừa nghe nói thế cũng không khách khí một tay kết một đạo pháp quyết trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ một đạo lam quang bắn ra Hàn Lập Ngưng thần quan sát, thấy pháp quyết này đích xác chỉ là loại ấn ký bình thường, mới nhấc cánh tay lên, để cho lam quang tiến vào cơ thể rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Lão già họ Phú lộ ra vẻ hài lòng, đem Minh Hà Chi Trang thu lại, lại hướng mọi người dặn dò. Mọi sự tình lão phu đều đã nói xong rồi, nếu Bạch Đạo Hữu còn cần 3 ngày thời gian suy nghĩ, ta cùng sư muội sẽ đợi Bạch Đạo Hữu thêm 3 ngày nữa trong núi này. Nguyên huynh cùng Hàn Đạo Hữu có thể rời đi trước chuẩn bị. Cửa vào âm dương quật tại vạn độc cốc bên trong trải rộng độc hoa độc thảo, mặc dù đối với bọn ta uy hiếp không lớn nhưng vẫn hy vọng nguyên đạo hữu đến lúc đó sẽ mang vài món bảo vật ích độc đến, trước khi tiến vào âm dương quật, bọn ta tốt nhất không nên tiêu hao quá nhiều pháp lực. Ích độc, hắc hắc, chuyện này đối với độc thánh môn chúng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Cứ việc giao cho nguyên mỗ, tại hạ xin đi trước một bước, đại hán ha hả cười nói, theo sau hắn hướng những người khác ôm quyền, vỗ linh thú túi bên hông, thả ra một con cự đại linh miết, cả người bị một cỗ cuồng phong mù mịt bao phủ, cưỡi linh thú bay lên trên trời. Hàn lập thấy vậy, cũng không có ý định ở đây dây dưa thêm nữa, rồng dạng nói ra ngôn ngữ cáo tử, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Nửa năm thời gian đối với hắn mà nói có lẽ có chút cấp bách, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đem tam diễm phiến luyện chế ra. Nói tới bảo vật đối phó với quỷ vậy, hắn đã có tịch tà thần lôi cùn để hồn thú nơi tay, vậy còn cần chuẩn bị thêm gì nữa? Hắn vội vã như thế đem bảo phiến luyện chế ra, tự nhiên trong tâm lý lo lắng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho dù có gặp được kỳ hiểm nào không thể đoán trước được, có bảo phiến này cùng nhân hình khôi lỗi cũng có thể đảm bảo không cần lo lắng. Ôm lo lắng như thế, Hàn Lập khống chế độn quang, một mạch hướng ngân xà sơn tại Nam Cương Trung Bộ đi đến. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập liền xuất hiện ở một mảnh sơn địa kỳ lạ. Phiến sơn mạch này không nhỏ, có lẽ rộng đến 3-400 dặm, nhưng mà sơn mạch vừa dài vừa nhỏ, uốn lượn phập phồng, giống như một cái cự xà mà trong số tất cả cây cối sinh trưởng trên phiến sơn mạch này đa số đều là một loại cây cối kỳ lạ có lá màu đạm ngân từ trên cao nhìn xuống cái tên ngân xà sơn đúng là danh phó kỳ thực hàn lập không có ý định dừng lại trực tiếp bay về phía đầu của ngân xà chưa bay tới gần hàn lập đã cảm thấy từng trận nhiệt phong từ phía đối diện thổi tới kèm theo một cỗ khí lưu gây cảm giác gay gay mũi bay tiếp trong chốc lát trước mắt xuất hiện mấy miệng núi lửa tất cả đều có dạng hình nón xấu xí dị thường mà làm cho lòng người kinh hãi hơn là từ phía trung tâm của những miệng núi lửa này thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp tiếng nổ, có cái còn trực tiếp phun ra một luồng cho bụi, thoạt nhìn thật sự kinh người. Nhưng chính là như vậy, ở phụ cận những núi lửa này không thiếu độn quang chấp động, có không ít tu sĩ ở miệng núi lửa này ra ra vào vào, đã tụ tập được mười mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này đại đa số đều là trúc cơ, kết đan kỳ cũng có, nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Điều này cũng rất bình thường, một khi kết đan xong tu sĩ nào cũng có đan hỏa của chính mình, tự nhiên chuyên chú bồi luyện pháp bảo của bản thân, không cần tiếp tục tới nơi đây. Cho nên nguyên anh tu sĩ không có đến một người. Hàn lập dừng lại độn quang, tại giữa trời cao đánh giá vài lần phía dưới, đột nhiên trong mắt lam mang thiểm động, hỏa mạch ở khu vực này lập tức đều hiện lên rõ ràng trong thần thức. Một lát sau, Hàn lập đã tìm ra nơi hỏa mạch có hỏa tính mạnh nhất, linh quang trượt lóe, độn quang chạy thẳng tới một địa phương giữa hai ngọn núi lửa. Tới nơi cách mặt đất gần trăm trượng trên cao, độn quang lại đột ngột dừng lại. Hàn lập tay áo rung lên, từ trong ống tay áo bay vụt ra bảy tám khẩu kim sắc tiểu kiếm, lơ lửng xung quanh thân người, hai tay kết quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Phi kiếm phát ra một hồi trầm thấp, đồng thời hóa thành một đạo kim quang dài đến mấy trượng, hung hăng chém về phía mặt đất. Nhất thời phía dưới bạo liệt thanh vang vang lên ầm ầm, nơi bị kiếm quang đánh xuống tỏa ra kim quang chói mắt. Hàn lập thần sắc nhất động, toàn bộ kiếm quang bay nhanh trở về, tại chỗ vừa rồi quang mang chợt tắt, hiện ra một cái khe vô cùng lớn, chừng hơn 20 trượng, bên trong tối om cũng không biết là sâu đến cỡ nào. Những tu sĩ đang luyện khí tại phụ cận, tự nhiên bị hành động của Hàn Lập làm cho nhao nhao kinh động, có vài người nhịn không được vội hướng về phía Hàn Lập bay tới. Hàn Lập cảm ứng được hành động của những tu sĩ này, sắc mặt trầm xuống, chợt thả ra khí tức cường đại của một nguyên anh tu sĩ. Một cổ kinh người linh áp trùng thiên, lập tức lấy Hàn Lập làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Tất cả tu sĩ ở trong phạm vi phụ cận 10 dặm đều bị khí thức của Hàn Lập dọa cho hoảng sợ, những tu sĩ nguyên bổn muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, vội vàng quay đầu chạy. Có một số người đang ở gần đấy cũng vội vàng rời đi nơi mình luyện khí, hướng bốn phía chạy trốn. Bọn họ đều sợ trong lúc vô tình làm tức giận vị tiền bối cao nhân này, khiến cho mình đột nhiên gặp tai ương. Hàn Lập thấy tất cả tu sĩ phụ cận đều thức thời tránh né nơi đây, trong lòng rất là vừa lòng. Lúc này trực tiếp đi xuống khe nứt, độn quang chợt lóe biến mất không thấy tung tích. Nhưng sau đó không lâu, phàm là tu sĩ đến ngân xà sơn luyện khí, cũng đều biết nơi đây có một vị tu sĩ cấp bậc nguyên anh, tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng tận lực tránh né nơi này. Lấy khe nứt làm trung tâm, tại phương diện 10 dặm xung quanh tự nhiên hình thành một cấm địa, ai cũng không dám đặt chân vào một bước. Từng ngày qua đi, lúc đầu trong khe nứt im lặng không một tiếng động, nhưng một tháng sau, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm ỉ ùm, um, đến tháng sau, tiếng sấm thưa thất dần, mà thay vào đó là từng đợt minh thanh nổi lên, tựa như là tiếng phượng gáy vang chín tầng trời. Nhưng sau đó thanh âm này cũng dần dần thu liếm, từ đó về sau trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lúc Hàn Lập vội vàng luyện bảo, tại một chỗ trong thiên điện của Hoàng Cung Đại Nội ở Đại Tấn, tụ tập hơn 10 danh nam nữ tu sĩ với phục sức khác nhau, trong đó có đạo cô đạo sĩ, cũng có hòa thượng, nho sinh, những người này tu vi đều là nguyên anh kỳ, trong đó có một tên mặt chữ điền cầm bào tu sĩ cùng một lão phụ nhân cầm trong tay kim sắc quải trượng lại là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà tên ô quan lão giả đột nhiên cũng ở trong đó. Tất cả những người này đều lặng lặng ngồi trên ghế trong đại điện, trầm mặc không nói, trong đó có mấy người bộ dáng có chút nôn nóng, thỉnh thoảng lại hướng cửa điện nhìn ra, tựa hồ đều đang chờ người nào đó đến. Thập nhất đệ, người có nhận lầm người không, thật sự là lão nhân ra sao? Nhưng mà 300 năm trước, ta chính mắt thấy thất thúc vẫn lạc thân vong rồi mà. Mặt chữ điền tu sĩ đột nhiên hướng tới một gã đạo sĩ dâu tóc bạc trắng ngồi đối diện hỏi, trên mặt ẩn hiện một tia băn khoăn. Thất thúc dung mạo kỳ lạ như thế, ta như thế nào đem người nhận lầm. Huống hồ coi như có người giả bộ, pháp bảo của thất thúc là Hàn Nguyệt nhận tuyệt sẽ không sai. Tên đạo sĩ cười khổ trả lời, nhị ca không cần khẩn trương, có phải thật vậy hay không, chỉ cần đợi thêm chốc lát chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn sợ đều nhìn lầm gì nữa nếu thật sự là thất thúc đó tự nhiên là trời trợ giúp diệp ra chúng ta nếu là giả cho dù hắn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng đừng tưởng bước ra bên ngoài điện này một bước nào một nguyên anh trung kỳ tu sĩ khác là lão phụ nhân âm trầm nói nói như thế cũng đúng nhưng cẩn thận chút cũng không có sai mặt chữ điền tu sĩ tựa hồ cũng hiểu được có lý thở dài cũng không nói thêm gì nữa ước chừng qua một canh giờ từ đằng xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chuông thanh thoát đột nhiên ở cửa nhoáng lên bóng người, một người vóc dáng cao gầy không biết như thế nào đã xuất hiện ở nơi đó. Tiếp theo nhẹ nhàng bước tới, cả người giã quỷ dị tiến vào trung tâm đại điện. Dung mạo người này nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai hàng lông mày khô vàng, ánh mắt híp nhỏ, nhưng cái đầu vô cùng lớn, so với thường nhân lớn hơn gần nửa, trên cần cổ không ngừng lắc lắc, một bộ tùy thời có thể rơi xuống, thật sự cực kỳ quỷ dị. Nhưng những tu sĩ trong đại điện thấy bộ dáng đáng sợ của người này, tất cả đều khiếp sợ đứng dậy. Ngươi thật sự là thất thúc, mặt chữ niền tu sĩ hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi một câu. Hắc hắc, nhị tiểu tử, mấy trăm năm không thấy, ngay cả lão nhân gia ta đều không nhận ra rồi. Bất quá điều này cũng khó trách, ta đã từng chết đi mà sống lại, tự nhiên khiến cho các người có chút nghi ngờ. Bất quá, ta nơi này có truyền âm ngọc giản của tam tiểu tử, các người nhìn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Quái nhân ha ha cười một tiếng, khoát tay ném ra một khối màu lục sắc ngọc giản, mặt chữ điền tu sĩ vẻ mặt cả kinh nhưng vẫn tiếp nhận ngọc giản đem thần thức đắm chìm vào trong đó chỉ một lát sau mặt chữ điền tu sĩ đột nhiên biến sắc đem thần thức thu lại lập tức vui mừng hướng quái nhân thi lễ nguyên lai năm đó cái chết của thất thúc là do đại trưởng lão an bài từ sớm chất nhi vừa rồi thất lễ mong rằng thất thúc bao dung ngươi có thể hánh sự cẩn thận như thế lão phu cao hứng còn không kịp như thế nào sẽ trách tội ngươi quái nhân khoát tay chặn lại bộ dáng không thèm để ý chút nào. Những tu sĩ còn lại nhao nhao đòi xem xét Ngọc Giản, không lâu sau, chúng tu sĩ trong đại điện lại nhao nhao vui mừng, đồng dạng thi lễ. Thật sự là thất thúc, bái kiến Tam thúc tổ, tiếng hỏi thăm ân cần vang lên liên tiếp không ngừng, cạc cạc, các ngươi đều miễn lễ cả đi, quái nhân cao hứng dị thường, người cũng không chút khách khí ngồi ở vị trí chủ tọa. Trong Ngọc Giản Tam ca nói thất thúc từ 200 năm trước đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, không biết chuyện này có thật không Lão phụ nhân cung kính hỏi, không sai, những đại tông môn năm xưa đối với ta âm thầm xuất thủ, chính bởi cảm giác được ta là đại tài có thể tiến giai hậu kỳ, mới không tiếc âm thầm thiết hạ mưu kế diệt trừ ta. Ta dựa theo an bài trong tộc tránh được kiếp nạn đó, cuối cùng cũng không cô phụ hy vọng của mọi người, may mắn tiến giai thành công. Nguyên bổn dựa theo an bài của trưởng lão trong tộc đời trước, không phải tới lúc mấu chốt diệp ra gặp cảnh xanh từ tồn vong, ta sẽ không hiện thân trước mặt các ngươi. Nhưng mà tam tiểu tử là người duy nhất biết ta tồn tại, không lâu trước đây đột nhiên tới tìm ta, đem kế hoạch định tiến hành của bọn ngươi nói cho ta, lấy thân phận là đại trưởng lão đương đại, cầu ta xuất thủ tương trợ. Ta cân nhắc đắn đo mãi, cảm giác được chuyện này thật sự quan hệ đến sanh tử tồn vong của Diệp gia chúng ta, đã lên đường đến đây giúp các ngươi một tay. Quái nhân sắc mặt ngưng trọng nói, mươi 975, nửa năm, có thất thúc tương trợ, hơn nữa trên tam đệ, trong bảo khố chúng ta còn vẫn còn hai, còn các tu sĩ trong tộc cũng đã tụ tập với các trưởng lão ngoài tộc mà chúng ta chiêu lãm xem ra đã có thể đối kháng với thập đại tông môn ma đạo tu sĩ mặt chữ điền vui vẻ nói ta sẽ không cùng xuất thủ cước cùng với các người chỉ phụ trách xuất lực là được nghiệp gia có thể thoát khỏi khống chế của tránh ma lưỡng đạo hay không toàn phụ bộ thuộc vào lần này lão phu cũng sẽ không làm khó các ngươi quái nhân chậm rãi nói nghe lão giả nói thế tu sĩ mặt chữ điền cũng lão phụ nhân vô cùng mừng rỡ đáp trả vài tiếng khiêm tốn Cuối cùng, các trưởng lão trong những đại thế gia đại tấn sau hơn nửa ngày bàn bạc trong điện cũng đã rời đi. Tại một mật thất trong hoàng thành, trong một căn phòng tràn ngập ma khí, ẩn ẩn hình thù to lớn của một yêu ma hai đầu, bốn mắt không ngừng chớp động, đồng tử lóe tinh mang trong cực kỳ đáng sợ. Không biết qua bao lâu, yêu ma đột nhiên quát khẽ một tiếng, ma khí quay cuồng một như vạn lưu quy hải hoàn toàn bị hút vào cơ thể yêu ma. Đồng thời bốn tay bấm pháp quyết, thân hình bạo hưởng, sau đó trong hắc quang hóa thành một thanh niên bình thường. Bộ dạng có vài phần giống Hàn Lập. Đúng là cổ ma ẩn nấp tại nghiệp gia, tạm được, thương thế đã hồi phục 8 phần, hiện nay chỉ cần không động phải mấy tên gia hỏa kia, đại tấn này không ai có thể cản chân ta. Mấy tên gia hỏa trong nghiệp gia này, có lẽ cũng nên hành động thôi. Lấy biểu hiện của ta, mấy tên gia hỏa này không thể không mang theo ta để cùng hành động, chỉ cần đến lúc đó. Hắc hắc, cổ ma thì thào hai câu, trên mặt cười lạnh, trong lúc cổ ma đang kiểm tra thương thế, ở động phủ bí mật tại ngoại thành, các thiên hào đang bàn chuyện với thiên lam thánh nữ. Ta đã tra được tin tức, cửu U Tông xuất hiện tại Nam Cương, khi đó hàn tiểu tử cùng hắn tham gia đại hội giao dịch, nếu không phải chúng ta điều tra kỹ chỉ sợ lúc này vẫn chưa hay biết gì. Hắn hiện tại ở đâu, không chừng hàn tiểu tử đã xuất hiện quanh đây, đại trưởng lão bản tông tiện có việc ở Nam Cương nên cũng đã đến đó. Nếu thật sự phát hiện ra hắn, trưởng lão sẽ tự mình giải quyết việc này, lâm đờ sao o hữu có hứng thú đi xem không? Phú Thành, người này hiện đang ở đâu? Không nhất định là họ Hàn sẽ ở lại Nam Cương đâu, mà theo tin tức ta thu được, bên Thảo Nguyên đã phái ra một đội hộ điện tu sĩ đến Đại Tấn, không lâu nữa sẽ tiến kinh cùng ta hội họp. Vì thế ta còn muốn lưu lại một thời gian, đợi sau khi gặp họ nếu còn không xác thực được tin tức của người này, ta sẽ mang người đi Nam Cương một chuyến. Lam Ngân Bình lại lắc lắc đầu, từ Đạo Hữu cũng đến sao? Hạnh Ngộ hạnh ngộ, đại trưởng lão nếu biết được việc này hẳn sẽ vô cùng cao hứng, ta cũng sẽ ở lại với Đạo Hiếu. Dù sao lúc trước đại trưởng lão cũng đã phân phó, phải đi cùng với lâm đờ sao o hiếu. Các thiên hào đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng nói. Lâm Ngân Bình cười nhẹ khẽ gật đầu. Đúng rồi, họ hàn kia không phải còn xuất hiện tại vùng Duyên Hải, trở thành khách khanh trưởng lão của ba tiểu tông môn kia sao? Bên đạo hiếu hẳn đã cho người đến thẳng đấy âm thầm giám thị, đến giờ còn chưa có tin tức sao? Lâm Ngân Bình nhớ đến việc này, nhướng mày hỏi. Không có, người này thật sự rất giàu hoạt, ngoài trừ một lần ra mặt sau đó không hề lộ diện nữa hơn nữa việc người này có quan hệ với thiên phù môn cũng chỉ là sơ giao cho dù chúng ta có diệt ba tông môn kia thì hắn cũng không nhíu mày các thiên hào bất đắc dĩ nói cũng đúng người này xuất thân là tu sĩ thiên nam sao lại để ý sinh tử của mấy tông môn này lúc ta đến đại tấn cũng đã phái người lẻn vào thiên nam điều tra người này đã qua một thời gian rồi chắc hẳn sắp có tin tức chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng như vậy sau này đối mặt với hắn cũng có chút lợi thế lâm ngân bình nhướng mày nói a à, nếu thật có thể tìm được tư liệu về người này biết được công pháp cùng sở trường tự nhiên khi đối phó sẽ dễ dàng hơn nhưng không biết các tiên sư còn cần thêm bao nhiêu thời gian theo tính toán thì nhiều nhất là 2-3 tháng thời gian lúc này tiên sư nếu có thể liên thủ cùng đại trưởng lão quý tông tin chắc người này không thể thoát được thiên lan thánh nữ nhớ đến chuyện thánh thú bị bắt không khỏi oán hận các thiên hào nghe nàng nói thế trong lòng lại động tuy nàng luôn miệng nói do tên kia đánh chết nhiều thiên lan tu sĩ nên nàng nhất định phải tìm hắn trả thù nhưng người này thần thông gần như nguyên anh hậu kỳ nếu chỉ vì báo thù tại sao thánh nữ thảo nguyên lại bỏ lớn lấy nhỏ đuổi sát đối phương không rời dù sao người chết cũng đã chết trêu chọc thêm một địch nhân đáng sợ như thế thật sự không phải việc khôn ngoan khẳng định bên trong còn nguyên do mới khiến đối phương bỏ mất vài năm thậm chí còn dẫn người từ thiên lan đến tận đây nhất định phải diệt sát được đối phương xem ra hắn nhất định phải tìm hiểu bí mật trong đó các thiên hào bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại thầm hạ quyết tâm lâm ngân bình cũng không hề chấn định như ngoài mặt phân thân thánh thú bị cấm thời gian ngày càng dài nàng thật sự không biết còn giấu việc này được bao lâu mấy năm nay thậm chí nàng còn không dám chủ động liên lạc với thượng giới cũng may phân thân vẫn chưa có bộ dáng bị tiêu diệt như vậy chủ thể hẳn vẫn còn chỉ là không biết sự việc còn kéo dài bao lâu nhất định phải trong thời gian ngắn cứu phân thân thánh thú trở về mà trong hành động trước, thiên lan tu sĩ đã bị tổn thất khá nhiều, xem ra chỉ có thể tận lận tìm cách lợi dụng tu sĩ của âm La Tông. Nàng cũng đã có quyết định, một địa phương giữa Nam Cương cùng Châu Giao, một lão giả cười hì hì vừa thi triển kinh thân thuật di chuyển vừa nói chuyện cùng vài tên luyện khí kỳ. Mười mấy người này lần đầu xuất môn đi kiến thức xung quanh, mỗi người đều mờ u phi sắc phú, tân tân hữu vị. Nếu Hàn Lập có mặt tại đó chắc chắn sẽ lập tức hoảng sợ, vị lão giả đang cười kia lại là tu sĩ hóa thần kỳ hướng chi lễ lại nói từ sau khi hàn lập ly khai thiên phù môn còn chưa kịp để các tu sĩ cao tầng thiên phù môn đến hỏi lão này đã mạc danh kỳ diệu biến mất việc này lại khiến tu sĩ thiên phù môn hoảng sợ bọn hắn nghi ngờ hàn lập động tay chân vào nên đem việc này áp chế cấm mọi người không được nhắc đến sự tồn tại của hướng chi lễ nhưng sau mấy năm lão nhân này không ngờ lại xuất hiện tại đây thật là thần bí dị thường không riêng gì những người này các thế lực lớn ở Đại Tấn Tựa Hồ cũng cảm ứng được đoạn thời gian này giống như không gian yên ắng trước cơn bão. Một ít tông môn thần thông quảng đại thậm chí còn tra ra được hoàng tộc Đại Tấn nghiệp ra, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng xác thực. Các tu sĩ cao tầng của các tông môn này cũng bắt đầu thường xuyên hội họp bàn bạc, không biết có mưu đồ gì. Đại Tấn sắp chịu một hồi phong ba. Mấy tháng sau tại Ngân Giao Sơn gần Nam Cương truyền ra một tiếng thét vui sướng, tiếng huyết gió vang thẳng đến chín tầng mây. Một đạo thanh hồng chói mắt bắn qua, chợt lóe lên tại không trung rồi biến mất, sau đó lại hiện ra phía cuối chân trời. Nhìn tốc độ này, mấy tu sĩ xa xa nhất thời há mồm cứng lưỡi, thần tình hoảng sợ. Bảy tám ngày sau, một đạo thanh hồng lại xuất hiện bên trong một nguyên thủy xâm lâm diện tích gần ngàn dặm tại Nam Cương, một đường theo hướng Tây mà đi. Sau đó không lâu, độn quang bay đến một khu vực bị phủ đầy hoàng sắc độc vụ cao hơn ngàn trượng, đáp xuống một vùng bên cạnh. Hàn đạo Hữu người đến hơi chậm đấy. Bạch đạo hiểu, nguyên đạo hữu đã đến đây vài ngày trước, chỉ còn chờ một mình đạo hữu. Hào quang chờ tắt, thân hình hàn lập vừa hiện ra, một lão giả đã từ mặt đất đứng lên mỉm cười nói. Người này chính là lão giả họ phú, hai người còn lại đang ngồi xếp bằng chính là những người hắn đã gặp qua nửa năm trước, bạch giao di, đại hán họ nguyên cũng có mặt. Tại hạ đang luyện chế vài món pháp khí, mấy ngày trước mới kịp hoàn thành nên chế một chút thời gian, mong các vị đạo hữu không trách. Hàn lập ôm quyền nói, không quan hệ, âm phong suy yếu cũng hơn 3 tháng, ta cũng chỉ chờ ở đây vài ngày. Nhưng đạo hữu từ xa đến đây, hay là nên tạm nghỉ hai ngày, chờ khôi phục pháp lực rồi mới tính tiếp. Bạch Giao Di sò so xét hàn lấp vài lần, thận trọng nói. Ừm, Bạch Đạo Hữu nói có lý, một khi đã muốn xuống âm dương quật tự nhiên phải khôi phục pháp lực về trạng thái tốt nhất. Lão giả họ phú đồng ý, đại hán họ nguyên cùng Mỹ Phụ tuy không mở miệng nhưng biểu tình cũng đã ra vẻ đồng ý. Được rồi, Lúc này Hàn Mỗ còn từ chối nữa thì có phần bất kính, hai ngày sau chúng ta sẽ nhập gốc. Hàn Lập gật đầu, nhìn thoáng qua đám hoàng sắc độc vụ, mơ hồ có thể thấy cửa cốc đen tuyền ở trong. Bàn tay vừa lật, vài khối trung giai linh thạch xuất hiện, Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Những người khác tuy rằng pháp lực trong người còn đầy đủ nhưng cũng nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ đưa cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, dưới ánh mắt bình tĩnh của Hàn Lập, đại hán không trần chờ quát khẽ xuất phát, những người khác cũng đều đứng dậy, hào quang trên người chấp động bao phủ toàn thân. Tại hạ có ngọc như ý khắc độc, chống được vạn loại độc, nhưng mọi người cũng phải cẩn thận, trong khói độc còn có độc trùng có thể xuyên qua linh quang. Vạn độc cốc này cũng là một cấm chế được lưu lại từ thượng cổ, lại có cấm chế cấm không, chúng ta chỉ có cách từ trực tiếp đi vào. Đại hán họ nguyên nhàn nhạt nói, nhấc tay tế ra một viên ngọc như ý, sau đó bước đến gần màn khói độc. Bọn người Hàn Lập cũng đã đi tới chỉ thấy đại hán đứng sát chỗ khói độc, hướng ngọc như ý đọc chú ngữ, nhất thời từ ngọc ý hiện ra một vòng sóng, sóng này vừa tỏa ra lập tức khói độc bị đẩy hơn phân nửa, xương mù cũng loãng hơn. Đại hán tự cấp một cái khinh thân thuật, phóng người đến thẳng cửa cốc. Những người khác cũng gia tăng pháp thuật theo sát phía sau. chương 976, Linh Sơn Côn Ngô, nửa ngày sau, ở một nơi sâu trong vạn độc cốc, nơi mà chỉ nhung nhúc toàn độc trùng, đột nhiên hơn 10 cự đại hỏa cầu bắn ra. Phốc phốc vài tiếng, mấy hỏa cầu này không nổ tung mà lại hóa thành hơn 10 con hỏa xà sống độc, di chuyển trên mặt đất. Nhiệt khí tăng lên, trong chớp mắt đã đem đám độc trùng hóa thành cho bụi. Ha ha, khả năng khống chế pháp thuật của Hàn Đạo Hữu đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi, nếu nói Đạo Hữu tu luyện thiên về hỏa công pháp hẳn cũng không mấy người không tin. Một tiếng nữ tử khẽ vang lên, cũng không có gì, năm đó lúc cảnh giới còn kém thường hay sử dụng, nên chỉ quen tay mà thôi. Hàn lập nhàn nhạt trả lời, trong đám vũ khí, thân ảnh đại hán cùng bọn người Hàn Lập dần hiện ra, dập tắt biển lửa rồi bắt đầu đi tới. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, thân sắc vừa động, bước chân vừa đặt xuống bỗng ngừng lại, đối diện là biển lửa nhưng khói độc lại loáng vô cùng, tựa hồ có gì kỳ lạ. Hắn còn chưa kịp đem thần thức thả ra, đại hán đi đầu đột nhiên điểm vào ngọc như ý một chút, ngân quang lập tức tăng vào đồng thời bay về phía trước. Kết quả dưới sự chiếu rọi của ngân quang, khung cảnh vốn mờ ảo đã hiện ra rõ ràng. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, cũng hít một hơi khí lạnh hơn 10 trượng phía trước xuất hiện một khe rãnh cực lớn. Từ hai bên nhìn sang không thể ước lượng được chiều dài của nó, nhưng độ rộng chừng trăm trượng, bên trong còn có hắc sắc âm phong phún suốt đem khói độc xung quanh thổi đến thất linh bát lạc. Đây là cửa vào âm dương quật, mọi người tiếp tục đi thôi. Những người này trừ hàn lập cùng bạch giao di đều đã đến đây, nên sau khi lão giả lên tiếng cả bọn lập tức không chỉ hoãn đến bên cạnh khe rãnh. Tuy trong rãnh phun ra địa âm phong cực kỳ mãnh liệt nhưng thần sắc mọi người lại không chút hoang mang rãnh lớn này như một vực sâu không thấy đáy từng đoàn hát sắc âm phong không ngừng tuôn ra mà bên trong còn ẩn ẩn tiếng gào khóc thảm thiết ánh mắt hàn lập lướt qua hai bên vách rãnh chỉ thấy thật trong suốt giường nhưng được một tầng băng thật dày ngưng kết chúng ta vừa nhìn thấy cũng không phải là kinh phách âm phong chỉ là âm phong bình thường nhưng một khi xâm nhập vào sâu bên trong kinh phách âm phong sẽ xuất hiện nếu không phòng bị cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng vô pháp chống đỡ được lâu hiện giờ nhờ có tử u châu ta mang theo uy hiếp cũng giảm đi đáng kể. Nhưng trong âm phong quật lại bất đồng, kinh phách âm phong trong đó cũng kỳ dị, lớn nhỏ không đồng đều, các đạo hữu đều là người lịch duyệt, ta nghĩ cũng không cần nói thêm gì. Lão giả họ phú giò xét rãnh lớn một hồi, khẽ hắng giọng nói. Sau đó hắn khoát tay, trong tay liền xuất hiện một viên tử châu to bằng nắm tay. Tử châu vừa xuất hiện hàn lập đã cẩn thận liếc mắt xem xét. Trong khoảnh khắc chỉ thấy tử ảnh chấp động, thần thức không tự chủ được tựa hồ thần hồn sắp sửa trực tiếp thoát ly khỏi thân thể hắn không khỏi cả kinh nhưng lúc này đại diễn quyết lại tự động vận hành một cỗ thanh lương xuất hiện khiến hắn trở lại bình thường hàn lập tuy bên ngoài bất động thanh sắc nhưng đã thầm hoảng sợ không hổ là trấn tông chi bảo của ma tông quả nhiên rất tà môn trong lòng nghĩ vậy hàn lập không khỏi liếc mắt qua đại hán họ nguyên cùng bạch giao di hai người này ánh mắt cũng không ngừng chấp động sắc mặt cũng vô cùng không tốt nhìn bọn họ trong lúc không đề phòng ăn quả đắng không biết họ sẽ dùng bí thuật gì để thoát hỏi mê thần của tử châu Lão giả họ phú đối với hành động của bọn họ xem như không thấy, một tay nâng tử châu, miệng khẽ ngâm chú ngữ. Nhất thời quang hoa lóe lên, một vầng sáng nhẹ từ tử châu phát ra, đem một vùng hơn 30 trượng phủ lấy, bốn người hàn lập đồng dạng cũng được bao vào trong, băng hàn âm phong chung quanh vốn mãnh liệt cũng yếu hơn phân nửa. Tử U Châu quả nhiên danh bất hư truyền, đại hán họ nguyên thu hồi ngọc như ý, thấy cảnh này không khỏi thốt lên tán thưởng. Việc này không đáng nhắc đến, uy lực cuối cùng ra sao còn phải chờ mới biết lão giả một tay nâng tử u châu tay kia tung ra một đoàn hồng sắc quang vụ lơ đãng nói sau đó lục quang quanh thân hắn chấp động thân thể từ từ hạ xuống khe rãnh đám người hàn lập tự nhiên theo sát phía sau không rời khỏi phạm vi bảo hộ đồng thời phóng thích bảo vật hộ thân đại hán thả ra một lục sắc ngọc bài xoay quanh trên đỉnh đầu bạch giao di lại mang ra một băng tinh phi đao bay vòng quanh cơ thể còn hắc y mỹ phụ là một thuẫn bài chắn sát người hàn lập chỉ đơn giản phóng ra vài kim sắc phi kiếm hộ thể chỉ lát sau thân ảnh nhóm người trong linh quang bị bóng đen phía dưới cắn nuốt vô ảnh vô tung khe rãnh lại khôi phục trạng thái ban đầu mà khi nhóm người hàn lập vừa tiến vào âm dương quật tại một tiểu hồ ở nam cương có bảy tám gã tu sĩ đang phiêu phù trên mặt hồ bọn họ đang nghe một gã hắc y tu sĩ nói gì đó đám người này tục đạo đều có rõ ràng là các tu sĩ diệp ra đã tụ tập tại hoàng cung mấy tháng trước đại đầu quái nhân phiêu phù ở giữa đám người bên cạnh là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có khuôn mặt hình chữ điền. Phía sau không xa là một gã thanh niên, chính là cổ ma có khuôn mặt khá giống hàn lập. Cổ ma hiện đang yên lặng nghe tên tu sĩ thuật chuyện, trên mặt không chút biểu tình. Hắc y tu sĩ chỉ có tu vi kết đan kỳ, đối mặt với mấy vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ thần thái vô cùng cung kính. 400 năm trước diệp ra chúng ta từ một khối tàn bia thượng cổ di tích phát hiện được Linh Sơn nơi hạ lạc của côn ngô nên đã bắt đầu mưu tính việc này đó là một thánh địa tiên gia lừng lẫy thời thượng cổ nhưng không biết vì nguyên nhân gì bị các thượng cổ tu sĩ dùng thần thông vùi đi đó là nơi tập trung rất nhiều động phủ của các thượng cổ cư sĩ rất có giá trị tìm tòi trọng yếu hơn nữa trên tấm bia đá còn tiết lộ trong lúc các thượng cổ tu sĩ phong ấn núi này đã để lại hai kiện thông thiên linh bảo trong bảo khố nếu diệp ra chúng ta có thể tìm được chúng thực lực sẽ lập tức đại tăng đủ để chấn nhiếp toàn bộ tông môn của chánh ma lưỡng đạo chúng ta tiêu phí hơn trăm năm thời gian phái ra rất nhiều đệ tử trong tộc cơ hồ đã tìm kiếm hơn phân nửa đại tấn, cuối cùng cũng tìm được địa phương mà tấm bia đá kể lại. Sau đó các đại sư trận pháp trong tộc đã bắt đầu nghiên cứu giải trừ cấm chế. Bởi việc này quan hệ trọng đại, trừ đại trưởng lão năm đó cùng với các trưởng lão chuyên môn phụ trách việc này, còn lại chỉ có hai ba người biết mà thôi. Hắc y tu sĩ ngừng lại một chút, nói tiếp, nhưng thượng cổ cấm chế này mức độ thâm ảo hơn xa tưởng tượng của chúng ta, vượt một tầng lại gặp một tầng, cơ hồ trải rộng hơn trăm dặm dưới mặt đất. Hơn 10 trận pháp đại sư tiêu phí trên trăm năm mới nghiên cứu được phương pháp phá giải cấm chế. Đó chính là phải mượn thiên địa chi lực, dùng trận phá trận mới có thể phá giải cấm chế này. Nhưng để tìm các tài liệu cần thiết, bày ra pháp trận thì quả thật là một công trình to lớn. Tối trọng yếu hơn, các tài liệu đó cũng quý hiếm dị thường, chúng ta phải cẩn thận thu thập, hành động cũng phải bảo mật không khiến kẻ khác chú ý, nếu không xem như đem con gái gả cho người khác. Vì thế nên việc bố trí trận pháp phá cấm không thể làm liên tục kéo dài mãi cho đến lúc này công trình mới hoàn thành. Hiện tại các trận pháp đại sư đang bố trí pháp trận cuối cùng, phỏng chứng hơn tháng nữa sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta có thể phát động một ẩn nặc pháp trận siêu cấp, đem toàn bộ thanh thế lúc phá trận ngăn chặn không cho truyền ra bên ngoài, sau đó các trưởng lão có thể tiến vào Côn Ngô Sơn tìm bảo vật. Côn Ngô Sơn, thì ra chúng ta đang tìm núi này, thật không tin được, ta còn không thể tưởng đó là động phủ của các thượng của tu sĩ. Chật, cũng chỉ có loại tiên sơn như côn ngô sơn mới có thể có thông thiên linh bảo. Ngoại trừ ba người, quái nhân, tu sĩ mặt chữ điền cùng cổ ma, những người còn lại nghe nói đến việc này đều khẽ bàn tán, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Hừ, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, bài trừ cấm chế chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu tầm bảo đơn giản như thế, tam đệ việc gì phải tụ tập chúng ta ở đây, lại thỉnh thất thúc đến giúp chúng ta một tay. Hơn nữa tam đệ thân là đại trưởng lão còn phải tránh khỏi sự dò xét của các tông môn khác, một tháng sau sẽ đến đây cùng chúng ta đồng loạt tiến vào côn ngô sơn tu sĩ mặt chữ điền trầm giọng nói các tu sĩ còn lại vừa nghe xong lập tức im lặng đại ca nói như thế chẳng lẽ trong côn ngô sơn còn có bí ẩn gì sao một gã trưởng lão diệp ra nhịn không được lên tiếng hỏi cũng không rõ lắm nhưng cũng có khả năng lần này chúng ta có vào mà không có ra tu sĩ mặt chữ điền âm trầm nói sao có thể như thế chúng ta có hai đại tu sĩ là thất thúc cùng tam đệ cho dù gặp cấm chế lợi hại như thế nào cũng không đáng sợ. Một gã nho sinh giật mình lên tiếng, nếu đơn giản như vậy thì quá tốt rồi, các ngươi sao không suy nghĩ một chút, một linh sơn thánh địa như côn ngô sơn tại sao các thượng của tu sĩ phải đem phong ấn, còn để lại thông thiên linh bảo ở lại. Trong này hẳn là phải có một bí mật kinh thiên động địa, chắc chắn mang theo nguy hiểm. Tu sĩ mặt chữ điền nói, những người khác nghe thấy thế cũng quay mặt nhìn nhau, không sao cả, đây cũng chỉ là dự đoán trường hợp xấu nhất mà thôi, cũng có thể là vì một vài lý do bất đắc dĩ mà bọn họ phong ấn Linh Sơn lại, các ngươi cũng không cần quá mức để ý. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, nếu có chuyện gì Lão Phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Quái nhân cười hắc hắc, lúc này sắc mặt những người kia mới khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, trung niên mặt chữ điền lại quay đầu, đột nhiên nghiêm mặt nhìn cổ ma. Hàn trưởng lão, người tinh thông các điển tịch thượng cổ, lần này tiến vào côn ngô sơn còn phải nhờ cậy nhiều vào ngươi. Ngươi yên tâm, Chúng ta đã tìm được hai kiện ma khí rồi, chỉ cần giải quyết xong việc ở đây, ta sẽ mang ma khí giao cho ngươi. Chương 977, phân công hành sự. Đã có ma khí, tại hạ sẽ cố hết sức. Cổ Ma gật đầu, tốt lắm, có câu này của đạo hữu là được rồi. Tất cả mọi người mau theo ta tiến vào đáy hồ, ở đây tuy hẻo lánh nhưng nếu bị các tu sĩ tình cờ đi ngang qua phát hiện thì cũng không tốt. Tu sĩ mặt chữ điền vừa nói xong, linh quang đã lóe lên nhắm thẳng xuống mặt hồ những người còn lại thấy thế cũng vội theo sau. Trong chớp mặt một trận nhộn nhạo hiện ra trên mắt nước, các tu sĩ lần lượt biến mất dưới mặt hồ, chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh vô thanh. Ở xa nơi tiểu hồ hơn ngàn dặm, đám người Hàn Lập lại gặp phải một phiền toái nhỏ. Hàn Lập thần niệm vừa động, một đoàn kim mang bắn ra, trong nháy mắt đem độc giác âm quỷ trước mặt đập nát. Cơ hồ cùng lúc đó, kim quang trên đầu và dưới chân hắn cũng lóe lên, đem hai con quỷ còn lại chém thành hai nửa, thân thể chúng liền lập tức hóa thành hắc vụ bay đi tán loạn. Hàn lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn mọi người. Mấy người lão giả họ phú cũng đang dùng pháp bảo tiêu diệt quỷ vật. Mấy tên âm quỷ này hình dạng không lớn nhưng lại dơ nanh múa vuốt, hung hãn không sợ chết. Hàn lập không vui mừng mà ngược lại còn nhíu mày. Phú huynh, chúng ta đã đi được vài ngày vẫn không thấy tung tích của âm chi mã. Những quỷ vật này tuy là do âm khí ngưng kết thành, không có linh trí nhưng cứ liên tục chém giết thế này cũng không phải là biện pháp. Đại hán họ Nguyên sau khi điểm chỉ xuyên thủng một tiểu quỷ, nhịn không được nói ra ý tứ của Hàn Lập. Nguyên huynh không nên nóng vội, động quật này vô cùng to lớn, âm chi mã lại am hiểu ẩn nặc sao có thể để chúng ta dễ dàng phát hiện. Mấy tiểu quỷ này tuy là liên miên không dứt nhưng chúng ta giết bọn chúng cũng không tốn nhiều sức lực, chỉ cần vài khắc dùng linh thạch là có thể hồi phục đầy đủ pháp lực chống đỡ một thời gian dài. Lão giả họ phú bình tĩnh đáp, nói thế cũng không sai, nhưng để ngăn cản kinh phách âm phong ta cũng đã tiêu hao không ít pháp lực, lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của chúng ta nhiều lắm là có thể chịu được thêm hai tháng. Bạch sao Di nhìn tình hình xung quanh, thở dài một hơi. Bọn họ hiện đang ở trong một thông đạo khổng lồ cao hơn 10 trượng. Vách đá hai bên trong suốt một màu hắc sắc hàn băng, hắc phong so với lúc ở lối vào còn nhiều hơn, không ngừng đảo quanh bọn họ, phát ra từng trận gào giết khiến người khác rối loạn tâm thần. Nhưng âm phong này vừa tiến vào phạm vi phát sáng của tử châu lập tức bị hóa giải hơn nữa, dù vậy bọn hàn lập cũng phải ngưng tụ linh lực quanh người, không dám để đám hắc phong này tiếp xúc thân thể, mà đám tiểu quỷ này từ bốn phía không ngừng xuất hiện, lao vào tấn công mọi người. Một đạo hàn quang lại lóe lên, một con tiểu quỷ bị phi đao hóa thành băng điêu, vỡ tan, đám tiểu quỷ cuối cùng cũng đã được dọn dẹp, mọi người lập tức thu hồi pháp bảo đi tiếp theo thông đạo. Nhưng trong âm dương quật này âm phong không ngừng quấy nhiễu, thần thức cũng không thể tiến quá xa, mọi người cũng không dám vội vàng dùng độn quang di chuyển, nếu không chỉ cần thời gian vài ngày đã có thể tra xét xong. Qua một bữa cơm, hắc phong từ trước đột nhiên mạnh hơn vài phần, ẩn ẩn bên trong lại xuất hiện ba lộ khẩu, một to hai nhỏ ngăn cách năm người. Mọi người liền dừng lại, lại là một lộ khẩu, nếu cứ như vậy thì không xong. Chúng ta nên chia ra hành động, cứ tập trung thế này thì hai tháng không thể đủ để tra xét toàn bộ huyệt động. Hàn quang trong mắt hàn lập lóe lên, mở miệng nói. Tách ra ư, nhưng tử U Châu chỉ có một viên, không được nó ngăn cản bớt áp lực của kinh phách âm phong, pháp lực của chúng ta sẽ càng tiêu hao gấp bội, thời gian để xoay sở sẽ càng ngắn hơn. Lão giả họ nguyên liếc mắt nhìn tử châu, lắc lắc đầu. Nếu là tử u châu, lão phu có thể tạm thời tiêu hao chút tinh huyết, đưa cho các đạo hữu thần quang của tử châu, nhưng thời gian cũng không thể kéo dài, dưới áp lực của kinh phách âm phong cũng chỉ có thể duy trì được 7-8 ngày. Thân sắc của lão giả họ phú trần động, lên tiếng trả lời. 7-8 ngày cũng đủ để chúng ta chia ra tìm kiếm một lần rồi, nhưng khi tử u thần quang tiêu hao toàn bộ chúng ta phải tìm được đạo hữu trước tiên. Vì thế chúng ta nên lưu lại tiêu ký pháp lực, từ đó có thể dựa vào bí thuật biết được tung tích đối phương. Hàn lập đối với việc này có chút ít lo lắng, tuy rằng việc này không khó, nhưng vạn nhất đụng phải quỷ vật cấp cao thì phải làm sao? Bạch sao di hơi nhíu mày hỏi, hừ, quỷ vật mà nguyên anh trung kỳ chúng ta không thể đối phó tối thiểu cũng phải là quỷ vương, đây cũng không phải là âm minh giới chân chính, chỉ bằng từng này âm khí sao có thể hình thành được quỷ vật bậc cao. Cùng lắm tại các nơi sâu trong hang động có thể có một vài lệ quỷ, quỷ vương tương đương với Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng chỉ là kẻ khác tung tin đồn nhảm mà thôi, đã có ai chính thức gặp qua đâu. Chúng ta mạo hiểm một lần cũng đáng giá, còn hơn là chờ pháp lực tiêu hao toàn bộ, thời gian âm phong yếu đi cũng chấm dứt, sau đó nếu muốn tái nhập sẽ càng khó khăn hơn. Đại hán họ nguyên thân là tu sĩ Nam Cương tự nhiên hiểu biết với âm dương quật càng rõ ràng. Lão giả họ phú cùng hắc y Mỹ phụ nghe đến đó không khỏi liếc nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vài tia do dự. Lúc trước vì nghĩ đến an toàn, bọn họ cũng không muốn tách ra. Nhưng thông đạo tại âm dương quật này rộng lớn hơn so với bọn họ tưởng tượng, nếu không chia ra hành động quả thật có thể tay trắng đi về. Bạch Giao Di tựa hồ cũng bị thuyết phục, sau một hồi cân nhắc cũng không lên tiếng phản đối. Được rồi, theo ý mọi người vậy, nhưng các đạo hữu phải chú ý, vạn lần không được vượt quá khoảng cách 3 ngày đường với Lão Phu, nếu không sẽ không kịp đến bổ sung thần quang lão giả họ phú cuối cùng cũng quyết định, lại cẩn thận dặn dò. Yên tâm, động quật này khẳng định có một thông đạo chính, các thông đạo phân nhánh này không có khả năng quá dài, ba ngày thời gian chắc hẳn cũng đủ để chúng ta kiểm tra xong. Hàn Lập nhìn ba thông đạo trước mắt bình thản nói, nghe Hàn Lập nói thế, lão giả không còn trần trừ hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết lên từ U Châu. Hào quang đại phóng, lão giả lại không ngừng tung ra vài đạo pháp quyết, sau đó hướng tử châu vỗ một trào, nhất thời một đoàn tử quang trói mắt hiện ra, chậm rãi phiêu phù trên bàn tay lão giả. Lão giả nâng đoàn tử quang lên, đảo qua bốn người còn lại, sau đó vỗ về phía Mỹ Phụ ở xa. Tử quang lóe lên, sau đó tiến nhập vào thiên thể Mỹ Phụ. Tiếp theo một tầng tử quang phát ra bao lấy Mỹ Phụ vào trong, hào quang giống hệt với tử U Châu. Bọn người đại hán thấy pháp thuật quả nhiên hữu hiệu, cũng an tâm tùy ý để lão giả họ phú an bài sau đó mọi người lập tức lưu lại tiêu ký pháp lực cho nhau rồi chia làm ba nhóm tiến nhập vào các thông đạo lão giả họ phú tự nhiên cùng một tổ với sư muội tiến vào thông đạo ở giữa còn một tả một hữu thì có hàn lập và đại hán mà bạch giao di sau một hồi do dự lại theo sau hàn lập tiến vào thông đạo hàn lập cảm ứng được nữ tử phía sau do dự một chút cũng giảm tốc độ chờ nàng bay đến hai người sóng vai đi tới hàn huynh có nghĩ âm dương quật này có chút danh bất phù thực nghe nói tu sĩ vừa tiến vào đây sẽ âm dương ngăn cách hung hiểm dị thường nhưng từ khi chúng ta tiến vào hang động ngoại trừ kinh phách âm phong có một chút phiền toái cũng không gặp gì nguy hiểm chẳng lẽ sự việc chỉ là do mọi người thổi phồng lên sao bạch giao di sau khi đuổi kịp hàn lập đột nhiên cất tiếng hỏi hàn lập có chút bất ngờ mỉm cười trả lời ta tuy hiểu biết không nhiều về nơi đây nhưng thất đại tuyệt địa tại đại tấn hẳn không phải là giả kinh phong âm phách này cũng rất lợi hại nếu là nguyên anh tu sĩ sơ kỳ tiến vào cho dù có bổn mạng pháp bảo hộ thể, tại lối vào cũng sẽ bị âm phong xé thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta là nhờ có thần quang từ từ U Châu bảo hộ, hơn nữa tivi vượt xa người thường mới có thể bình yên vô sự hoạt động. Huống hồ chúng ta chỉ mới tiến vào vài ngày, chỉ gặp bọn tiểu quỷ cấp thấp, nếu tiến sâu hơn một chút có khả năng sẽ gặp phải đám quỷ vật lợi hại hơn. Hàn Huynh nói có lý, có lẽ thiếp thân có phần hơi nóng vội. Ôi, đám âm quỷ lại đến nữa kìa, Bạch Giao Di đang cùng Hàn Lập nói chuyện, đột nhiên từ trong âm phong hiện ra một đám âm quỷ hung hăng tấn công hai người hàn quang kim mang đại phóng trong nháy mắt đám tiểu quỷ đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ cứ như vậy hai người tạo thành một đội chậm rãi tiến tới hơn nửa ngày sau vẫn không tìm kiếm được gì trong lúc hai người đang dò xét một cái động huyệt đột nhiên một trận âm phong rít lên thanh âm thê lương chói tay bao trùm không gian việc gì vậy bạch giao di đột nhiên dùng mình hình như là thanh âm của luyện thi xem ra đã đụng phải quỷ vật cấp cao ánh mắt Hàn Lập trượt lẽ, nhàn nhạt nói. luyện thi trùng hợp vậy sao? Đôi mi thanh tú của nữ tử nhướng lên, có chút bất ngờ. Hai người không ngần ngại tiến về phía trước. Kết quả sau khi tiến qua một khúc quẹo, trước mặt hai người xuất hiện một huyệt động cao vài trượt, Bên trong âm phong không ngừng gào thét, cường độ hơn xa âm phong trong thông đạo, mà tiếng quỷ khóc cũng ẩn ẩn từ huyệt động truyền ra. A, à, đây là vật gì thế? Bạch Giao Di nhìn thấy bên cạnh lối vào huyệt động có cắm một vật nhưng đã bị đóng băng đang lóe sáng. Bạch Giao Di khoát tay, một hỏa cầu to bằng nắm tay bắn đến vật ấy. Nhất thời một tiếng xì, y, y vang lên, hỏa diễm đem hàn băng hòa tan lộ ra hình dáng của vật ấy. Là một thanh lam sắc phi kiếm, thân kiếm đã cắm vào vách tường, chỉ còn lộ ra ngoài một nửa. Nhưng trong khoảnh khắc hàn băng bị hòa tan, phi kiếm vốn như vật chết lại đột nhiên chớp động linh quang, phát ra một tiếng thanh minh, tiếp theo chuôi kiếm không ngừng run giấy như linh xà quanh co, tựa như muốn thoát khỏi vách đá. Ngọc Dung Bạch Giao Di hiện ra vẻ ngạc nhiên, tay áo run lên, một sợi dây đỏ từ tay áo bắn ra cuốn lấy chuôi kiếm. Nàng nhẹ nhàng run tay, nhất thời rút phi kiếm khỏi vách tường thu vào tay ngọc. chương 978, Nhiệt Viên, nhãn châu giao di lưu động, bàn tay cầm kiếm chảm một chạm vào không khí, lập tức kiếm quang xuất ra chém vào vách động, lưu lại một vệt sâu. Hàn lập thấy cảnh này thần sắc liền động, nhiều năm trôi qua như vậy mà linh tính của phi kiếm này chưa mất, có thể biết chủ nhân trước kia hao phí bao nhiêu công phu để luyện thành mà theo uy lực của phi kiếm này chủ nhân nó hẳn là kết đan hậu kỳ mà thật kỳ quái loại tu sĩ cấp bậc này sao có thể xuất hiện tại đây bạch giao di sau khi xem xét phi kiếm một hồi không còn phát hiện được gì khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc có thể để hàn mỗ xem qua không hàn lập đột nhiên mở miệng đạo hữu không cần khách khí bạch giao di mỉm cười ngọc chỉ bắn ra phi kiếm nhẹ nhàng bay đến phía hàn lập hàn lập hưa tay phi kiếm lập tức nằm trong lòng bàn tay sau đó cúi đầu xem xét sau một hồi lâu, hắn khẽ nhíu mày. Hàn Huynh đã phát hiện được gì sao? Bạch Giao Di tò mò. Toàn bộ phi kiếm này được luyện chế từ Lam Nguyên Tinh, nhưng đây thật không phải là việc làm sáng suốt. Nếu có thể kết hợp thêm vài vật liệu phụ trợ khẳng định phẩm chất của nó sẽ tăng cao hơn một bậc. Nhưng loại phương pháp này cũng chỉ mới xuất hiện vài vạn năm gần đây. Việc kết hợp các vật liệu phụ trợ để tăng uy lực pháp bảo cũng mới được nghiên cứu gần đây, mà nhìn các tiêu ký hoa văn trên thanh kiếm này cũng có thể thấy có đã có từ khá xưa. Chủ nhân của nó tuy không phải là thượng của tu sĩ nhưng cũng có thể là tu sĩ của mấy vạn năm trước. Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Không ngờ Hàn Huynh lại có hiểu biết sâu sắc về luyện khí thuật, thực khiến thiếp thân có chút kinh ngạc. Bạch Giao Di có chút bất ngờ. Không có gì, tại hạ chỉ là may mắn tại đồ phổ phát hiện ra mà thôi. Chúng ta cũng nên vào động xem qua, biết đâu có thêm một chút thu hoạch. Hàn Lập như vô tình xoay người về phía huyệt động nói tiếp. Được rồi, mời Đạo Hiếu. Bạch Giao Di gật đầu tay nàng phóng ra một thanh bạch ngọc tán, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong. Hàn lập mỉm cười, từ ngón tay bắn ra phi kiếm, nhất thời bảo hộ toàn thân, sau đó mới theo sát phía sau. Bên trong huyệt động đen tối dị thường, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng tiếng rít ẩn ẩn bên trong. Quỷ vật phía trong như đã phát hiện hai người, thanh âm càng thêm bạo ngược, theo thanh âm mà đoán hẳn khoảng cách đã không còn xa. Xem ra nơi này cũng không quá lớn, nguy hiểm cũng không nhiều. Hàn lập thì thào một tiếng, giơ tay lên, một viên nguyệt quang thạch lấp lánh bạch quang xuất hiện phía trên hai người, sau đó hắn lại bắn ra một đạo pháp quyết. Nhất thời quang hoa đại phóng đem tình cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng. Nhưng vì bị âm phong ngăn cản nên phía xa vẫn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Dọc theo thông đạo trong huyệt động năm 60 trượng dần trở nên sáng hơn, phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái cửa vào, ẩn ẩn có lục sắc quang mang phát ra. Hàn lập cùng bạch giao di kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Tất cả các huyệt động họ đã tra xét qua chỉ thấy âm hàn dị thường, không có một tia sáng, hơn nữa đều là những quặng mỏ bỏ hoang không có chút giá trị. Chẳng qua với tu vi của hai người Hàn Lập, tuy rằng có phần kinh hãi nhưng sẽ không hấp tấp động thủ. Đem ngọc tán chắc trước người, bạch sao di tiến đến lối vào. Vừa liếc mắt nhìn vào trong, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt. Hàn Lập tiến đến bên cạnh, sau khi nhìn qua cũng khẽ biến sắc. Đây là một nhũ động đường kính hơn 30 trượng, đỉnh động cùng bốn vách đều tản ra lục sắc quang mang, mà ở trung tâm động lại có một thạch trụ cao vài trượng cột đá này thô hào đơn giản nhưng ở trên lại có một thây khô bị xích sắt trói lại thây khô này tóc dài xám trắng cả người thâm đen đầu lâu đã gục xuống nên không thấy rõ khuôn mặt còn bụng thì như bị người dùng lưỡi dao sắc bén xé ra lục phủ ngũ tạng đã không còn bên trong tình hình vô cùng quỷ dị đừng nói là bạch sao di cho dù là trấn tĩnh như hàn lập mà không kịp đề phòng cũng nhất thời kinh hoàng hàn lập hé miệng đang muốn nói vài lời thì lam sắc phi kiếm kia lại không ngừng chấn động mãnh liệt hàn lập tâm thần vừa động không lưỡng lự phóng kiếm lên không trung. Nhất thời một đạo lam mang vào thẳng đến cột đá, vừa đến gần đã hiện hình lại thành tiểu kiếm, bay quanh thây khô không ngừng gào thét. Thây khô kia chính là chủ nhân của phi kiếm, nhìn bộ dáng không những kim đan đã bị lấy đi, mạng nhỏ cũng không giữ được. Bạch sao di thở dài, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không đành lòng. Hắn cũng không chết một cách bình thường đâu, mà là bị người khác dùng tà thuật tế sống. Hàn lập lạnh lùng nói, tế sống, bạch giao di cả kinh, lúc này mới để ý đến hơn 10 cái pháp trận lớn nhỏ ẩn hiện xung quanh, chỉ là thời gian đã quá lâu, hơn phân nữa đã bị cho bụi phủ lấy nên nàng chưa để ý đến. Nhưng muốn biết được tình hình cụ thế, phải đem pháp trận tái hiện thì mới biết được. Hàn Lập bình tĩnh gật gật đầu, việc này dễ thôi, cứ giao cho thiếp thân là được. Bạch Giao Di mỉm cười, một băng điêu tiểu phiến phóng ra, sau đó hàn quang lóe lên, tiểu phiến hóa lớn nhỏ khẽ quạt một quạt. Một cỗ cuồng phong nổi lên đem đất đá xung quanh phổi bay lúc này hang động đã trở nên hỗn loạn, giơ tay không thấy ngón. Nhưng nhờ tử u thần quang cùng linh quang hộ thể quanh người, tự nhiên hai người đối với việc này không để ý. Hai người chỉ tập trung lên pháp trận, không quản việc xung quanh. Đúng lúc này, hơn vài chục trưởng phía sau bọn họ, một tia sáng mỏng manh chấp động một lần, một vật đen tuyền vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất, nằm yên bất động. Hai người hàn lập vẫn không quay đầu lại, bộ dạng không hề cảnh giác. Bóng đen thấy vậy, hung quang trên hai mắt lóe lên, thân hình nhoáng lên bắn đến hai người trên đường đi đầu lâu còn khẽ thổi một cái một đạo ô mang đánh về phía bạch giao di bóng đen này muốn cùng lúc đánh lén cả hàn lập lẫn bạch giao di ngay lúc đó hàn lập bóng trưởng một trưởng ra sau trên bầu trời xuất hiện một quang thủ hung hăng vỗ xuống một cái đem bóng đen chặn lại mà bạch giao di cũng nhẹ nhàng phẩy tay ngọc tán nhoáng lên không biết lúc nào đã xuất hiện bảo vệ phía sau nàng chặn đạo ô mang lại hai vật tiếp xúc ô mang lập tức bị ngọc tán đẩy ra bắn thẳng vào thạch bích trên tường chỉ còn lại một lỗ nhỏ sâu hóm. lúc này bạch giao di mới mỉm cười nhìn về phía bóng đen đúng là một quái vật thân rắn mặt vượn lại còn có đôi tay dài toàn thân quái vật này phủ một lớp ô OH hắc lân phiến hai bàn tay đang cầm một đoạn cốt màu sắc bén dị thường tuy quái vật đang bị quang thủ khống chế nhưng vẫn hung hãn liều mạng dẫy ruộng, đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn hai người tựa như có cửu oán sinh tử nghiệt viên thế gian thật sự có loại quỷ vật này sao bạch giao di vừa thấy bộ dáng quái vật đã kinh ngạc ừm Nghe nói quỷ vật này được hình thành do oán niệm ngưng kết tại nơi trọng âm chi địa, tính tình hiếu sát bạo ngược, chuyên ăn não người, hơn nữa có thể bắt trước quỷ thanh. Chật, trước kia tại một điển tịch ta đã thấy qua hình dạng của nó, chẳng qua đây là lần đầu thấy tận mắt. Nhưng quái vật này cũng không phải quá lợi hại, chỉ một điểm nhỏ bổn sự đã dám đánh lén chúng ta, quả thật là muốn chết. Hàn lập nhìn chằm chằm quỷ vật, lơ đễnh lên tiếng. Hư, loại ác quỷ này lưu lại không có tác dụng gì, tốt nhất là nên giết đi. Bạch Giao Di đối với con nhiệt viên này có vẻ vô cùng chán ghét, Ngọc Dung bỗng phát lạnh, nhất thời bắn ra một đạo hàn quang, hàn quang xoay tròn quanh quỷ vật một cái lập tức hóa nó thành một khối băng. Hàn Lập bình thản cười không nói gì, nhưng thần niệm cũng đã động, ngũ chỉ trên quang thủ vận sức nắm vào, nhất thời khối băng vỡ nát rơi rụng xuống đất. Lúc này bụi bặm trong hang động cũng đã tiêu tán, pháp trận hình tròn cũng đã lộ hẳn ra. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chút hoang mang đến gần pháp trận. Mà Bạch Giao Di tựa hồ không quá hứng thú với việc này, ngược lại không ngừng quan sát khắp hang động như muốn tìm kiếm vật gì. Pháp trận này là một loại luyện hồn trận, hơn nữa là một loại phi thường cổ xưa, hơn nữa. Sau một lúc lâu cân nhắc, cuối cùng Hàn Lập cũng mở miệng. Hơn nữa ra sao, ánh mắt Bạch Giao Di cũng chuyển sang pháp trận, nhi hoặc hỏi. Hơn nữa dựa vào các tiêu ký cùng đồ vật được khắc vào, pháp trận này tựa hồ còn xuất hiện trước thây khô rất lâu, có thể được bố trí từ thời thượng cổ. Hàn Lập khẳng định, có chuyện như vậy sao, sao Hàn huynh phán đoán được? Bạch Giao Di kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Lập, đây chỉ do một phần kinh nghiệm của tại hạ mà thôi, cũng có thể Hàn Mỗ đã đoán sai. Lúc này Hàn Lập lại mỉm cười, hàm hồ đối đáp cho qua. Đầu tiên Bạch Giao Di dùng mình, sau đó cười khẽ hai tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn. Không cần biết thay khô cùng pháp trận này có gì cổ quái, việc này cũng không can hệ với chúng ta. Nơi đây đã không còn gì, chúng ta cũng nên ra ngoài. Nàng đề nghị, sau đó khoát tay thu hồi khẩu lam sắc phi kiếm cho vào túi chữ vật. Ừm, đạo hữu nói có lý, Hàn Lập gật đầu đồng ý, lập tức hai người phóng ra ngoài, nhưng khi đến gần cửa vào, trong lòng Hàn Lập lại nổi lên một cảm giác không ổn kỳ dị, cước bộ không khỏi bị kiềm hãm, quay người nhìn kỹ thây khô. Sao vậy, có gì không ổn à? Bạch Giao Di không hiểu lên tiếng hỏi, Hàn Lập cũng không lập tức trả lời nàng, ánh mắt chấp động vài cái, đột nhiên nhấc tay lên điểm chỉ. Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, từ đầu ngón tay kim quang chấp động, một đạo kim hổ bắn ra đánh về hướng thây khô trên thạch trụ. chương 979, ngũ tử đồng tâm ma. Bạch sao di kinh ngạc trợn tròn hai mắt, kim hình cung chỉ phóng ra một tiễn đã phá tan khối thây khô. Thi thể tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu năm, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đi thôi, xem ra thật sự là ta đã quá lo lắng rồi. Hàn lập nhướng mày, im lặng một lát nhàn nhạt, nhạt nói. Sau đó liền bước ra ngoài, Bạch Dao Di cười khẽ cũng im lặng đi theo sau. Sau đó không lâu, hai người một lần nữa lại xuất hiện ở trong thông đạo, tiếp tục tiến lên phía trước. Ngay khi hai người vừa rời đi, một mảnh tử quang cuối cùng cũng bị hắc sắc âm phong bao phủ làm cho nơi này lại tối đen như mực, thì từ trong động quật phía dưới cột đá, đột nhiên có một bóng đen từ dưới mặt đất lao ra. Bóng đen này toàn thân đen nhánh, diện mục mơ hồ, cảm giác như bóng đen này chỉ là một bóng ma. Chỉ có hai mắt, lục quang yêu dị đang chớp động. Nó nhìn nhiệt viên bị biến thành băng nằm ngay ở lối vào một chút, rồi quay sang đám cho bụi phía trước cột đá, sau đó liền phất tay một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, sau cái phất tay của bóng đen, cho bụi lập tức bay về phía nó, hình thành ra một bộ xương mờ ảo. Tiếp theo từ trong miệng bóng đen phát ra một hồi âm thanh huyền ảo. Từ trên người thả ra từng đoàn hắc khí, bao phủ toàn bộ đám cho bụi vào bên trong. Một lát sau, một thây khô giống hệt như cái thây bị hàn lập phá tan lúc trước, từ bên trong hắc khí quay cuồng đi ra. Lúc này, thầy khô lại không còn là vật chết nữa, đầu lâu lắc lư chuyển động, sau đó há mồm nhắm ngay khối băng có nhiệt viên nằm bên trong ở lối vào phun ra một cổ hắc âm phong. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hòa tan của băng tiêu. Vèo một tiếng, con nhiệt viên từ trong khối băng thoát ra, nó nhe răng vài cái rồi lao về phía thầy khô, nhẹ nhàng trèo lên người sau đó ngồi im trông giống như sủng vật. Thầy khô lúc này lại có hành vi giống như một người bình thường, có vẻ như linh trí đã được mở ra hoàn toàn. Nó dùng móng vuốt đen nhánh để kiểm tra đầu nghiệt viên, động tác chậm rãi như đang đánh giá một việc gì đó. Trong lúc đám người hàn lập chia nhau hành sự, trên đỉnh ngọn núi ở gần đó, trong một trang viên đang phát ra tiếng kêu rung trời, đang có gần trăm tên hắc bảo tu sĩ từ trên cao dùng các loại pháp bảo pháp khí công kích một quầng sáng màu vàng, mà quầng sáng này đang bao phủ hơn phân nửa thôn trang ở trong, phía bên trong lại chỉ có hơn 10 người hoàng bảo tu sĩ đang liều mạng giữ vững trận kỳ truyền linh lực gia cố cho cấm chế nhưng có lẽ vì nhân số quá ít lúc này quầng sáng lung lay sắp trên mặt đám hoàng bào tu sĩ đều lộ vẻ kinh hoàng trên không không trung có một tên trung niên tu sĩ dung mạo uy nghiêm trên người cũng mặc hoàng bào sắc mặt tái nhợt dị thường lúc này hắn đang bị năm bạch sắc nhân ảnh bao vây xung quanh mà năm người này lại có dáng vẻ mờ ảo như có như không tông huynh người thật không thể cho hà ra một con đường sống sao ta cùng quỷ tông tông chủ cũng từng có duyên gặp mặt chỉ cần đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã hà gia tộc từ nay rút lui khỏi thu tiên giới, không bao giờ xuất hiện nữa. Hơn nữa nơi này là Nam Cương, đạo hữu hành sự ác độc như vậy không khỏi làm cho các thế lực khác chú ý. Trung niên tu sĩ mặc dù biết rằng tình thế hiện nay không thể vãn hồi, nhưng vẫn không từ bỏ một tia hy vọng, ngửa mặt lên trời nói. Hà gia các người đã đáp ứng quy phụ âm la tông chúng ta, khi xảy ra chuyện lại đổi ý. Các người coi âm la tông chúng ta là cái gì? đừng tưởng rằng các ngươi trốn tránh tại Nam Cương, bổn tông sẽ không tìm được các ngươi. Vì danh tiếng của bổn tông, Hà Gia chỉ có một con đường diệt tộc mà thôi. Tông mỗ không phải hạng người coi trọng tiểu tiết, đạo hữu tự kết thúc, hay để cho tại hạ phải tự mình động thủ. Đạo hữu hẳn cũng biết ngô tử đồng tâm ma một khi đã xuất thủ chính là thi cốt đều không còn. Rõ ràng xung quanh không có bóng người, âm thanh đột nhiên lại từ đâu đó chuyển đến, thanh âm phiêu hốt làm cho người nghe không phân biệt được kẻ đó là nam hay nữ vừa nghe nói thế hoàng bào tu sĩ trong lòng trầm xuống đúng lúc này phía dưới truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa hoàng bào tu sĩ sắc mặt đại biến liền đảo mắt nhìn về trang viên phía dưới chỉ thấy quầng sáng cấm chế bảo vệ trang viên rốt cục đã bị đánh vỡ hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay tán loạn sau đó biến mất vô ảnh vô tung nét mặt hoàng bào tu sĩ trở nên trắng bệch một tia huyết sắc cũng không còn phía ngoài trang viên đám âm la tông tu sĩ sau một hồi hoan hô tiếp theo phô thiên cái địa pháp khí pháp bảo đánh xuống tất cả tạo thành một quầng sáng, trong phút chốc liền bao phủ hơn 10 tu sĩ của trang viên vào bên trong. Các ngươi dám? Hoàng bào tu sĩ cuối cùng cũng hiểu rằng hắn đã không còn chọn lựa liền vỗ túi linh thú bên hông, một đạo hoàng quang từ trong túi phun ra, hóa thành một hoàng mãng dài tới mấy trượng bắn nhanh xuống. Đạo Hữu không cần chấp nhặt với đám tiểu bối ở phía dưới. Hãy để tông mộ lãnh giáo hồn thiên chuyên của Đạo Hữu một lần đi. Nhân vật thần bí nhàn nhạt, nhạt nói một câu, một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện phía dưới hoàng mãng độn tốc cực nhanh, tốc độ gần như thuấn di. Hoàng mãng hung quang chợt lóe, há miệng đỏ lòm như chậu máu, hung hăng hướng lép về phía bóng trắng. Bóng trắng không nói thêm lời nào, thân hình rung lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu khô lâu cực to màu trắng. Hoàng mãng thấy vậy cả kinh, vội vàng dừng lại nhưng cũng đã muộn. Khô lâu sau khi kêu lên cả cạc vài tiếng cười quái dị, liền há miệng, một chùm bạch ti từ trong miệng phun ra, cuốn lấy hoàng mãng, trong nháy mắt đã bao vây hoàng mãng ở bên trong. Hoàng mãng kinh hãi tự nhiên liều mạng giấy ruộng, cự vĩ cứng rắn như roi thép không ngừng đảo qua đảo lại. Nhưng đầu khô lâu lúc này lại tiếp tục há miệng thổi ra một luồng sáng mờ ảo, luồng sáng chia nhau lướt theo từng sợi bạch ti rồi lan tới trên thân thể của hoàng mãng. Một màn khó có thể tưởng tượng đã xuất hiện, hoàng mãng ban đầu to lớn, ra bên ngoài bóng loáng. Sau khi quầng sáng đi qua, huyết nhục tự động biến mất, toàn thân khô quắt lại. Hoàng mãng cứ đơn giản như vậy mà chết đi, đầu khô lâu vẫn chưa dừng tay, Bạch Ti Dung lên đem thi thể hoàng mãng cuốn vào trong mồm. Thấy Linh Mãng đã đi theo mình rất nhiều năm, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế, hoàng bào tu sĩ mặc dù cực kỳ hoảng sợ nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tiêu án độc. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên vung tay vỗ vào sau gáy của mình, từ trong miệng phun ra một vật, đây có vẻ như là một thiên chuyên nhưng có kích thước cực lớn. Hoàng bào tu sĩ hai tay kết pháp quyết, mét mặt ngưng trọng điểm về phía thiên chuyên. Thiên chuyên liền bay lên cao, tiếp theo quang mang từ bên trong điên cuồng phóng ra. Cơ hồ chỉ trong thời gian khoảng một hơi thở, một người to lớn đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu của hoàng bào tu sĩ. Người này cao chừng hơn 10 trượng, mặt đỏ mũi nhọn, trên mặt vẽ đầy các ký hiệu đang lưu chuyển, khí thế kinh người. Đây có phải là hồn thiên chuyên? Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, uy lực của nó làm cho tông mỗ cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra tại hạ cũng không cần phải lộ diện rồi, đành phải để ngũ ma tiến đạo hữu một đoạn đường vậy tên tu sĩ đang ẩn nấp kia thở dài một tiếng cực kỳ thất vọng. Sau khi dứt lời, chỉ thấy mấy bóng trắng đồng loạt chuyển động, phiêu phiêu bay về phía hoàng bào tu sĩ. Hoàng bào tu sĩ cũng không để ý tới câu nói khinh thường của đối phương, khi thấy mấy bóng trắng tới gần, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang vọng trời đất, hồn thiên chuyên trên đầu lập tức quay tròn. Với thể tích to lớn của nó, tự nhiên khi chuyển động liền tạo thành một lốc xoáy bao phủ hoàng bào tu sĩ vào bên trong. Nhưng mấy bóng trắng vẫn im lìm bay tới, khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 trượng, lập tức tăng tốc bắn nhanh về phía cơn lốc. Tìm, vô số đạo hào quang màu đỏ từ bên trong lốc xoáy bắn ra, ngăn chặn mấy bóng trắng. Tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt mấy bóng trắng đều bị bao phủ vào trong quang hoa. Đúng thời điểm này, bỗng nhiên từ trong cơn lốc phun ra một đạo hoàng hồng, chợt lóe lên rồi bay về hướng chân trời. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó phốc phốc vài tiếng, bốn đạo bóng trắng từ trong quang hoa xuất hiện, lóe lên vài cái rồi biến mất. Sau một khắc, không gian phía trước đột nhiên có ba động chuyển đến, sau khi phát ra một quầng trăng mở chấp động, bốn bóng trắng lại lần lượt hiện ra, một lần nữa lại lao về phía cơn lốc. Hoàng bào tu sĩ kinh hãi, thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng giơ tay lên. Một khối cự chuyên to xuất hiện chắn lấy đường đi của mấy bóng trắng, nhưng là bốn bóng trắng lại dễ dàng xuyên qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hoàng bào tu sĩ. Lần này hoàng bào tu sĩ không còn giữ được bình tĩnh nữa, một tay vung lên một kiện cổ bảo xuất hiện ở trong tay đó là một lệnh bài mặt màu lam cổ bảo nhoáng lên liền phun ra một mảnh lam hà bốn bóng trắng vừa thâm nhập vào trong lập tức thân hình ngưng trệ phảng phất không thể tiếp tục di chuyển trên mặt hoàng bào tu sĩ còn chưa kịp lộ ra sắc mặt vui mừng mấy bóng trắng bỗng nhiên cất lên tiếng cười quái dị thân hình ở trong lam hà đột nhiên tan biến hoàng bào tu sĩ thấy vậy thầm kêu bất hảo vội vàng thúc giục linh quang bảo vệ quanh người lập tức thi triển phi độn để chạy trốn nhưng bạch khí vừa biến đi lúc này lại hiện lên trước mắt, mấy bóng người từ trong đó lao ra, xuyên qua hộ thể linh quang, biến mất vào trong cơ thể của hoàng bào tu sĩ. Hoàng bào tu sĩ chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy Nguyên Anh trong cơ thể bỗng nhiên căng thẳng, thân thể nóng lên, tựa hồ máu huyết toàn thân đều sôi trào lên. Đây sẽ là cảm giác cuối cùng của hắn tại thế gian này, sau một khắc, hai mắt tối sầm cả người ngã lăn ra. Cả người lập tức biến thành một khối khô lâu, Nguyên Anh lúc này đã bỏ mấy bóng trắng trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó bốn đạo bóng trắng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ trong thây khô bay ra, hóa thành bốn đầu khô lâu. Lúc này một bóng trắng khác mới từ xa phi đến, năm bóng trắng sóng vai đứng cùng nhau. Trận hỗn chiến trong trang viên cũng vừa kết thúc, một tên hắc bào lão đang phi độn đến. Bẩm báo đại trưởng lão, hà gia tu sĩ 72 người toàn bộ đã bị tiêu diệt, hiện chỉ còn 300 người bình thường, không phải là người tu chân xin đại trưởng lão định đoạt. Hắc bào lão phi đến trước người bóng trắng, chắp tay cung kính nói toàn bộ đều giết sạch, thần bí tu sĩ lạnh lùng nói. Phải, hắc bào lão trả lời xong liền phi độn xuống. Chờ một chút, các trưởng lão trước kia có gửi thư mói, tên tu sĩ trước kia sát hại tứ trưởng lão và cướp đi một cây âm la phiên của bổn môn, có thể đã tới Nam Cương. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, người huy động mọi người toàn lực truy tìm xem tên kia hạ lạc ở đâu. Ta sẽ ở lại tại Nam Cương trong một năm, nếu phát hiện ra tung tích của người này, sẽ lập tức ra tay diệt trừ hắn chấn tông chi bảo của bổn tông sao có thể rơi vào tay ngoại nhân thần bí tu sĩ âm trầm phân phó phải sư điệt lập tức đi phân phó mọi người làm theo kế hoạch hắc bào lão trả lời xong hóa thành một đạo ô quang phi về phía trang viên có thể đánh chết tứ sư để có âm la phiên trong tay lại còn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thiên lan thánh điệt tên này mạnh hơn nhiều so với hà gia hẳn có lẽ sẽ là một đối thủ khó chơi đây sau khi hắc bào lão rời đi thần bí tu sĩ thì thào tự nói một câu tựa hồ có vẻ rất hứng thú đối với một đối thủ có thực lực mạnh như Hàn Lập. Chương 980, Hắc Tinh. Nửa tháng sau, dưới đáy âm dương quật, Hàn Lập ở giữa hai đại phong huyệt, 20 thanh phi kiếm màu vàng xoay quanh thân thể, đem vô số bươm bướm xung quanh chém thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều biến thành từng làn hắc khí. Mấy con bươm bướm này bất kể lớn nhỏ, toàn thân đen thui, hai cánh quạt xuống dưới, liền xuất hiện từng đạo phong nhận nhỏ bắn tới Hàn Lập, nhưng tất cả đều bị phi kiếm màu vàng dễ dàng đỡ được nhìn thấy lũ bươm bướm lớp trước vừa chết lấp sau lại bay tới, tựa như vô cùng vô tận, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, có chút không kiên nhẫn. Hàn Lập đột nhiên đem túi linh thú bên hông lấy ra, đem tế giữa không chung, nhất thời đoá đoá kim hoa từ trong túi chen trúc bay ra, tỏa ra bốn phương tám hướng. Đúng là Hàn Lập đã sử dụng đến phệ kim trùng, bươm bướm cùng phệ kim trùng giao nhau, liền rơi xuống vô số, rõ là đang ở vào thế hạ phong. Hàn Lập thấy vậy liền đem hơn phân nửa phi kiếm thu lại, nhấc chân hướng tới huyệt động sâu bên trong bước tới. Nơi này chính là đại phong huyệt, tất nhiên xung quanh hắc phong cuồng cuộn dị thường. Cho dù thần thức hắn có phục hồi trở lại, thì cũng chỉ có thể tra xét xung quanh mấy chướng mà thôi. Bất quá, thoát khỏi sự bao vây của đàn bươm bướm phía, hắn cũng không cảm thấy lo lắng về việc này. Đại khái khi đi đến vị trí giữa phong huyệt, hai mắt hàn lập chợt sáng lên, ánh mắt nhìn xuyên thấu hắc phong, đem toàn cảnh xung quanh nhìn rõ từng chút một. Sau khi nhìn thấy mọi vật xung quanh, Hàn Lập không khỏi kêu lên một tiếng, liền đổi hướng đi về phía đó. Sau khi đi tới khoảng 20 trượng, Hàn Lập khoát tay một khối bạch nguyệt linh thạch được bao quanh bởi linh khí màu xanh bay lên giữa không trung, lập tức không gian xung quanh vài trượng được soi sáng. Dưới sự soi sáng của ánh sáng trắng ngà, một chiếc đầu lâu lớn đen nhánh được khảm vào thạch bích đối diện, chỉ lộ ra một phân nửa. Mà làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa là, tinh thạch âm u phát ra hào quang chớp động, từ bên trong bay ra không ngừng từng đàn bướm đen kịt, điên cuồng bay đến tấn công hàn lập cùng khối bạch nguyệt linh thạch nhưng đều bị phệ kim trùng cản lại một lúc sau tất cả bươm bướm đều bị rơi hết xuống đất nhưng khi vừa chạm vào mặt đất đều biến mất như chưa từng xuất hiện đã đến cái thứ ba rồi chẳng qua cái này có thể tự động mượn âm khí dùng huyễn hóa thành âm minh nga bay ra thật là có chút kỳ quái hàn lập thì thào nói thầm một câu trong lúc hàn lập đang cẩn thận đánh giá thì hắc tinh phía đối diện phun ra vạn đạo hắc mang phốc một tiếng hắc mang hóa thành vài con bướm không lồ những con bướm khổng lồ sau khi hiện thân lập tức dùng đôi mắt đỏ như máu hung hăng nhìn thẳng về phía Hàn Lập. Chân mày Hàn Lập nhướng lên, ngón tay búng nhanh ra. Lập tức một tiếng sét nổ ra, một tia sét màu vàng bắn ra cực nhanh liền đem những con bướm khổng lồ chấn cho nát bấy. Cho dù những con bướm khổng lồ có gì cổ quái đi nữa, nhưng bị ích tà thần lôi khắc chế, nên căn bản không có chút kháng cự nào cả. Sau đó Hàn Lập không chút do dự cách không chộp một chảo về phía tinh thạch, một bàn tay màu xanh liền xuất hiện chụp về phía tinh thạch, phanh một tiếng động vang lên tinh thạch đã bị bàn tay chụp dính kéo ra khỏi thạch bích. Sau khi tinh thạch bị lấy ra khỏi thạch bích, âm phong mãnh liệt xung quanh chợt yếu đi hơn phân nữa, những đàn bướm đen đang cắn xé cùng phệ kim trùng thì hắc quang chợt lóe lên liền biến thành hắc khí theo gió bay mất. Hàn Lập đối với mọi việc đang phát sinh đều xem như không thấy, hai khối tinh thạch phát hiện lần trước tuy không lớn bằng khối này, nhưng đều được phát hiện trong phong huyệt, đi sâu vào trong cũng sẽ xuất hiện tình huống này. Loại tình huống này lúc đầu Hàn Lập còn cho là kỳ, nhưng hiện tại thì không gây chú ý lắm. Lại nói từ lần Hàn Lập tìm được lão già họ Phú, được thêm một cái tử u thần quang, liền cùng với bạch giao di tách ra hành động. Không có nàng đi theo Hàn Lập có thể phóng tay chân thi triển toàn bộ các thủ đoạn của mình. Mấy ngày gần đây, do đã tiến sâu vào trung tâm động quật, trong lúc tìm kiếm thường xuyên đụng phải cao dai quỷ vật, nhưng dưới uy lực của phi kiếm và ích tà thần lôi đều bị giết sạch không còn một móng, thậm chí để hồn thú Hàn Lập còn chưa sử dụng tới nói về tốc độ tìm kiếm thì hàn lập chiếm toàn bộ ưu thế so với mấy người khác mấy người kia tìm kiếm xong một nhánh thông đạo thì hàn lập đã sớm tìm xong hai nhánh thông đạo rồi chẳng qua danh tiếng âm dương quật lớn như vậy trước kia có rất ít cao giai tu sĩ tới tìm kiếm cũng có nguyên do của nó bọn họ đi sâu vào bên trong ngoại chưa tìm được vài thứ khoáng thạch bình thường và vài món pháp khí pháp bảo bị hư hại thì chẳng còn tìm thấy thứ gì khác riêng hàn lập do trong lúc đuổi giết một con quỷ vật cao giai trong lúc vô ý chạy vào trong đại phong huyệt, phát hiện một khối tinh thạch màu đen, lúc trước Hàn Lập không có hứng thú tìm tòi, nhưng giờ đây Hàn Lập liền đổi ý. Phải biết rằng nơi âm phong mãnh liệt, âm chi mã tuyệt không cách gì sinh tồn trong đó. Hơn nữa khi đi vào sâu trong phong huyệt, dù cho có thêm tử u thần quang và pháp lực bản thân hao tổn gấp bội, nên không ai dại gì đi ngược đãi bản thân đi vào trong đó. Hàn Lập tự thị có ích tà thần lôi hộ thể và vạn nam linh dịch hồi phục pháp lực trong nháy mắt, cho nên đối với nơi này không chút e ngại. Ngược lại đối với khối tinh thạch trong này lại sinh hứng thú, liền đi sâu vào bên trong tìm kiếm. Mấy khối hắc tinh thạch này Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua mà ở trong điển tịch cổ cũng chưa bao giờ thấy nói đến, mặc dù vừa nhìn vào thì rất giống hắc tỷ toàn, nhưng xem lại thì một số bất đồng. Hắc tinh thạch độ cứng thua xa hắc tinh toàn, bên trong cũng không phải chứa đựng ma khí, mà tựa hồ là một loại âm phong cổ quái do âm huyệt tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, nhưng lại ẩn chứa đại lượng âm khí. Loại hắc tinh thạch này không phải là vật tầm thường, Hàn Lập tìm kiếm hơn 10 âm huyệt đến giờ mới tìm thấy ba khối tinh thạch mà thôi. Hai khối trước chỉ to bằng nắm tay, cũng không có công năng biến hóa ra quỷ vật, hoàn toàn không thể sách bằng với khối tinh thạch lần này. Hàn Lập hai mắt híp lại dò xét khối tinh thạch này, khối tinh thạch này không hề có chút phản ứng nào, sau một lúc lâu, Hàn Lập cũng giơ tay đem vài đạo phù cấm chế dán lên khối tinh thạch, sau đó mới lấy ra một hộp ngọc thật lớn bỏ khối tinh thạch vào sau đó mới cất vào túi chữ vật. Sau đó Hàn Lập tìm kiếm đại phong quật này một lần nữa, xác định không bỏ sót thứ gì mới quay người rời khỏi trở về thông đạo bên ngoài đi về phía trước mấy trăm trượng tiếp tục tìm kiếm trong một phong quật nhỏ mà thông đạo càng ngày càng trở nên nhỏ lại cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một bức tường băng che chắn phía trước tấm thạch bích hàn lập thở dài bước tới trước vài bước tay nâng lên một đạo thanh mang đâm tới phốc suy một tiếng thanh mang đâm vào thạch bích gần một trượng sau đó chợt lóe lên rồi biến mất hàn lập cũng không bỏ qua thời cơ nắm tay liền đấm tới thạch bích một cái đồng thời đem thần thức đảo qua trong vách tường một cái một lát sau sau khi xác nhận bức tường không có cơ quan cùng cấm chế hàn lập không chút do so dự liền xoay người bay lên không vào trong thông đạo vừa mới mở ra thông đạo vừa được dọn dẹp sạch sẽ nên tốc độ bay tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần tuy không biết âm dương quật này rốt cục lớn như thế nào nhưng căn cứ vào các loại cao dai quỷ vật xuất hiện nên hàn lập đoán mình đã sắp đến trung tâm động quật nhưng đến lúc này vẫn chưa phát hiện được tung tích của âm chi mã tuyệt điều này làm cho hàn lập trở nên mất kiên nhẫn do gấp gáp luyện chế tam diễm phiến cho nên mới mạo hiểm thâm nhập vào nơi này hàn lập không muốn mình tay không trở ra nguyên anh trung kỳ muốn đột phá sang hậu kỳ thì vô cùng gian nan hàn lập mặc dù chưa có trải qua nhưng cũng có thể nghĩ đến được có thể nghĩ đến những người tiến giai vào trung kỳ ai không phải là kỳ tài ngút trời nhưng mà để đột phá vào hậu kỳ thì cả thiên nam chỉ được có ba người đại tấn nguyên anh tu sĩ hậu kỳ mặc dù nhiều hơn một chút điều này là do đại tấn có nhiều tông môn tu tiên hơn nhưng cũng chỉ trong vạn người mới có được một người cho dù hàn lập có điên phượng bồi nguyên công đột phá bình cảnh làm hậu chiêu nhưng đối với việc mình đột phá vào nguyên anh hậu kỳ cũng không nắm chắc hiện tại một khi đã xuất hiện thứ có thể làm cô động nguyên anh bồi anh đan tự nhiên hàn lập không thể nào bỏ qua nếu mà lần này hàn lập không tìm thấy âm chi mã tuyệt nói không chừng hàn lập sẽ tìm lão già họ phú cướp lấy phương pháp chế luyện bồi anh đan Tuy rằng hy vọng xa vời, chỉ cần có phương pháp luyện chế trong tay, Hàn Lập sẽ nghĩ cách ở nơi khác tìm kiếm âm chi mã tuyệt. Trong thiên hạ âm khí tụ tập khắp nơi, không có khả năng chỉ có một cái âm dương quật này. Hàn Lập một bên phi đột, một bên lạnh lùng cân nhắc. Đột nhiên thần sắc Hàn Lập chợt động, ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước mặt hào quang chấp động, một đạo lục quang từ phía trước mặt bay tới. Hàn Lập không kịp suy nghĩ tay áo vung lên, một mảnh thanh hà bay ra, đem đạo lục quang bao vây lại rồi kéo về phía dưới hào quang mở ảo trong lục quang chờ tắt hiện ra một thanh tiểu kiếm màu lục vẫn còn cắm một khối ngọc giản màu đỏ hàn lập mím môi đưa tay ra lấy ngọc giản trên thân kiếm xuống sau đó tiện tay đem phi kiếm vứt lên không trung thanh tiểu kiếm màu lục ngân lên một tiếng lơn một vòng về phía sau và biến mất vào trong một thông đạo hàn lập coi như không thấy ngược lại cúi đầu đem thần thức đắm chìm trong ngọc giản đã tìm thấy tung tích của âm chi mã tuyệt thật đúng là tin tốt lành một lát sau, Hàn Lập trên mặt hiện ra nụ cười đem thần thần rút ra. Tiếp đó Hàn Lập đảo tay lấy một cái trận bàn màu trắng đặt trên lòng bàn tay. Tay điểm vào trận bàn một cái, nhất thời thanh quang chợt lóe lên, trận bàn biến thành một mặt gương bóng loáng, phía trên hiện lên bốn điểm màu khác nhau quang mang chấp động. Hàn Lập nhìn qua các điểm vị trí, sau đờ một ô đem trận bàn thu lại, độn tốc nhanh hơn gấp đôi bắn ra phía ngoài. Nửa ngày sau, Hàn Lập đi tới một nơi giao nhau của các thông đạo, Nơi này có hai người đang ngồi đối diện với nhau trong thông đạo, một người là một tên đại hán, người còn lại là lão già họ Phú. Viên tử UK6U thì đang trôi nổi trên đỉnh đầu lão già họ Phú. Nguyên lai là đạo hiếu, người đã phát hiện vật kia. Hàn Lập thu hồi độn quang, thở nhẹ một cái rồi hỏi. Không sai, âm chi mã tuyệt đang ở trong thông đạo này. Linh vật này giàu hoạt dị thường, một mình ta không thể bắt lấy được. Đành phải ở nơi này canh giữ đợi các vị đạo hữu đến. Tên đại hán cười hắc hắc nói, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Rất tốt, chỉ cần biết nơi ở của linh vật, thì hiện bắt được chỉ là sớm hay muộn thôi. Hàn lập mỉm cười gật gật đầu, thường sư muội cùng với bạch đạo hiếu, ở cách nơi này hơi xa, chúng ta hãy chờ thêm một lát. Đợi mọi người đến đông đủ, thì chúng ta có thể nắm chắc hơn. Lão già họ phú đồng dạng trên mặt mang đầy vẻ vui mừng nói. Hàn lập nghe đến đó, trong lòng liền thả lỏng, liền ngồi xuống ngay tại chỗ. Ngồi đợi mấy canh giờ sau, Hắc Y Mỹ phụ cùng với Bạch Giao Di cũng lần lượt chạy đến, sau khi biết được tin tức đều vui sướng vô cùng. Ngay lập tức mấy người không chút trần chờ, trước tiên tai lối vào bố trí mấy pháp trận đơn giản, sau đó cùng bay vào hướng đông của thông đạo. Nhưng mấy người đều không biết, bọn họ vừa mới rời đi không xa, tại giao lộ một mảng u quang chấp động, sau đó liền xuất hiện ba cái thây khô đen thui. Mấy cái thây khô này lồng ngực chống trơn, da bọc xương, nhưng hai mắt màu xanh lục lạnh lẽo chấp động, không chút cảm tình nhìn chằm chằm vào hướng bọn người Hàn Lập vừa đi. Chương 981, Ma trùng yêu thi. Mọi người đi dọc theo mặt Đông Thông Đạo, vào từng động để tìm kiếm. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, bình thường thì ba người tiến vào trong hang động thăm dò, còn những khác người khác thì bảo vệ cho Thông Đạo phòng ngừa âm chi mã nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Không bao lâu, mấy người đã đi tới chỗ đại hán họ Nguyên phát hiện ra âm chi mã. Đó là một hang động nhỏ không được lớn cho lắm, lúc này Hắc Y Mỹ Phụ và Bạch Giao di thủ ở bên ngoài, Hàn Lập thì cùng bọn người lão giả đi vào thám thính một lần. Người vừa đi vào, đã phát hiện chỗ lạ thường trong hang động, âm phong cực yếu, thậm chí còn có một chút cảm giác ấm áp. Kết quả bọn họ phát hiện ngoại trừ một ít đất cát mềm mềm, còn có vài khối khối noãn ngọc nguyên quáng được chất đống trong góc hang động, mà trong không gian lưu lại một mùi thơm nhẹ nhẹ thơm ngát, hơi giống với mùi thuốc, lại giống như gỗ đàn hương, phảng phất như là hỗn hợp của hai cái vậy. Mà sau khi ánh mắt nhìn qua, còn có thể phát hiện một chút dấu vết vó ngựa lung tung, nhưng kích thước rút nhỏ đi mấy lần. Đây đích thật là âm chi mã không sai, đi xung quanh mấy cái đấu chân hai vòng, rồi ngửi hương thơm trong không trung, lão giả họ Phú hai tay trà sát vào nhau nói, có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Một khi Phú huynh đã nói vậy, khẳng định là không sai. Chúng ta lập tức đuổi theo đi, thông đạo này cũng không có rộng lắm, hơn phân nửa là chi nhánh mở rộng của thông đạo. Chúng ta đuổi theo một chút, cũng có thể đem vật ấy bước ra. Đại hán họ nguyên mặt cũng nổi lên một tia hồng quang nói. Ưm, um, lời ấy có lý. Chúng ta bây giờ, lão giả họ phú gật đầu, nhưng lời vừa mới nói một nửa, đột nhiên tiếng oanh long long chuyển đến, sau đó ba người dưới chân đồng thời bất ổn, cả cái hang động bắt đầu lay động. Tiếp theo từng đợt tiếng động tựu như sóng to gió lớn từ bên ngoài huyệt động chuyển đến. phảng phất thanh âm như ở không xa, ba người cả kinh, lập tức linh quang trên người chấp động, đồng loạt hóa thành ba đạo độn quang bay ra khỏi nơi này trong nháy mắt mấy người hiện ra bên trong thông đạo vẻ mặt hai nàng đang giật mình nhìn về phía trước nơi đây truyền đến từng tiếng từng tiếng bước chân một cũng không biết là đại quái vật gì không ngờ mỗi một lần đi lại làm cho cả thông đạo rung động đồng thời tiếng gào kinh người kia cũng là từ cùng phương hướng này truyền đến hiển nhiên là do cùng một thứ phát ra bọn họ liếc mắt nhìn nhau không cần ai nhắc nhở đều đã xuất ra pháp bảo của mình sắc mặt ngưng trọng nhìn tới người khác bởi vì âm phong màu đen ngăn cản không thể nhìn quá xa hai mắt hàn lập sớm đã thoáng hiện lam quang, thoáng cái thấy được ngoài trăm trượng có một con quỷ vật. Kết quả hắn không khỏi hít một ngụm lương khí, kia đúng là một đầu cự lang cả người mọc đầy lông xanh. Con lang này bốn chân chạm đất, cao chừng ba trượng, đầu nó giống như một gian phòng thật lớn, một đôi mắt sói cực lớn đỏ như máu, bốn móng vuốt sói lại đen thùi sắc bén, tự như lưỡi dao sắc vậy. Nhưng khiến cho hàn lập kinh ngạc chính là, cùng lúc trong miệng cự lang phát ra giống to, một đoàn thi hỏa màu xanh biếc từ trong miệng thỉnh thoảng phun ra, ngẫu nhiên hai bên bức tường băng bị mấy cái lục khí này chạm đến, lập tức hiện ra từng cái rãnh nông sâu không đồng đều, màu xanh ẩn hiện, rõ ràng là trạng thái bị hòa tan. Thi lang, hàn lập trong đầu nhất thời hiện ra tên loại quỷ vật này, nhưng thi lang chính là loại quỷ vật bình thường, cho dù thân hình lớn hơn một chút, cũng tuyệt không có khoa trương như thế. Thi lang này khổng lồ, căn bản vượt qua những gì điển tịch đã ghi lại. Hơn nữa trên người con sói này tản mát ra khí thế căn bản không phải quỷ vật bình thường có thể sánh bằng. Hàn Lập đang muốn mở miệng nhắc nhở bốn người còn lại, nhưng sau khi xoay chuyển ánh mắt đột nhiên thấy trên đầu cự lang che đậy một vật, trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Đây là, Linh Chi Mã, cái gì, Hàn Huynh vừa nói cái gì, lão giả họ phú quay đầu, ngạc nhiên hỏi một câu. Phía trước đang đến đây là một quỷ vật lợi hại, âm chi mã cùng nó ở cùng một chỗ. Hàn Lập trả lời phi thường ngắn gọn, âm chi mã, vừa nghe nói thế, mấy người còn lại nhất thời đều lộ ra vẻ mừng rỡ lúc này rốt cục có thể mơ hồ thấy được thân hình khổng lồ của cự lang trong âm phong. Tuy rằng chưa thấy rõ ràng bộ dáng chân thực của cự lang, nhưng thân ảnh to lớn thế này, lập tức khiến lão giả họ phú, đại hán trong lòng dùng mình, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại. Mặt hắc y mỹ phụ trầm trọng xuống, đột nhiên 10 ngón lập tức bung ra, hơn 10 cái quang cầu màu trắng rời tay bắn đi. Nhưng những viên cầu này không có đánh về phía cự lang, ngược lại hướng nghiêng nghiêng bên trên vào tới, nổ tung trên trời cao. Một vầng sáng chói mắt đã nhất thời đem một khoảng không lớn phía trước chiếu sáng rõ ràng dị thường, hình dạng dữ tợn đáng sợ của cự lang kia hoàn toàn rơi vào trong mắt những người khác. Sắc mặt bốn người cũng không giữ được, nhất thời biến đổi. Bọn họ đều có lịch duyệt không giống người bình thường, sự đáng sợ của con lang này tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán được. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được trên đầu thi lang có một thứ trắng trắng mơ hồ. Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lông xanh, nhưng cũng lộ ra một phần hoàn toàn là một cái đầu ngựa trắng trắng non non, một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Thấy vậy, mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn, mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho âm chi mã nhân cơ hội chạy mất. Thi lang này đại khái là quỷ vật biến dị, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chúng ta năm người tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh chết nó cũng là chuyện dễ dàng. Bạch Đạo Hữu pháp khí của ngươi có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã. Lão già họ phú nhắc nhở nói, chụp túi chữ vật bên hông, một cái tỏa liên trạng bảo vật phát ra ô quang như một con chăn hướng cự lang phóng đi như một tia chớp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay, cổ tay áo hắc y mỹ phụ dung lên, ba khẩu phi kiếm màu đỏ bay nhanh ra, đại hán thì điểm một chỉ vào ngọc bài trước người, bỗng. nhiên từ giữa bay ra vài con bò cạp quái lạ có cánh đánh về phía trước, hàn lập há mồm nhẹ nhàng thổi một hơi, vài cây phi kiếm nhất thời linh quang đại phóng, hóa thành trùng điệp kim quang cuốn tới. Cùng lúc đó, Bạch sao Di vừa lật bàn tay, một cái lưới tơ tầm bán trong suốt hiện ra trong tay, nhẹ nhàng rung lên, hàn quang lóe ra, lưới tơ tầm hóa thành một mảnh bạch khí hướng đầu âm chi mã trên đỉnh đầu cự lang trực tiếp chụp xuống. Tuy rằng năm người lần đầu tiên liên thủ, nhưng các bảo vật xuất ra vẫn tạo thành thế kinh người. Âm chi mã tựa hồ rất có linh tính, vừa thấy công kích này, sợ tới mức đem thân hình hạ xuống chút nữa thành nằm sấp, gắt gao giấu ở trong lông sói, không còn lộ diện nữa. Thi lang thấy nhiều công kích vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào dừng lại, mở rộng miệng, một cỗ lửa xanh biếc phun ra không dứt, khoảnh khắc hóa thành một mảng sóng xanh ngập trời nghênh tiếp vài cái pháp bảo. Nhất thời, lục diễm cùng pháp bảo va chạm, cùng nhau dây dưa không dứt. Vô luận phi kiếm của Hàn Lập hay bảo vật của mấy người còn lại, đều bị thi hỏa này ngăn trở mà không thể đến gần bên người cự lang nửa bước, chỉ có vài con bò cạp từ ngọc bài bay tới không thể tránh né, bị lục diễm bao phủ nhất thời biến thành khói xanh. Có vẻ thi hỏa này uy lực thật không nhỏ, vốn lưới tơ tầm đang chụp xuống âm chi mã, cũng đồng dạng bị lục diễm nâng lên, không thể hạ xuống. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch sao Di nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bác giả tiểu cực cung vốn ở nơi băng thiên tuyết địa, nàng này vô luận pháp bảo hay công pháp đều lấy hàn thuộc tính là chính, tự nhiên đối với thi hỏa này căn bản khinh thường một chút. Không chờ bọn người Hàn Lập có phản ứng gì, nàng hai tay bấm độn niệm thần chú, trong miệng quát một tiếng, trên người chợt linh quang đại phóng, một tầng hàn khí màu trắng toát ra ngoài. Một đoàn ánh sáng diễm lệ dị thường đem nàng này bao ở trong đó giống như thiên nữ trên sông băng vô cùng thướt tha phiêu giật. Độ ấm không khí bốn phía nhanh chóng hạ xuống chỉ trong phút chốc, Hàn Lập cùng lão giả họ Phú thì hoàn hảo, Hắc Y Mỹ phụ cùng đại hán không kịp đề phòng, nhịn không được dùng mình một cái. Cự Lang tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong miệng phun thi hỏa ra ngày càng nhiều. Cơ hồ cùng lúc đó, Bạch Sao Di hé miệng ra đem chuôi quạt băng phun ra bên ngoài cơ thể, xoay quanh một cái sau đó dừng lại ở trong tay. Cả người nàng Hàn Quang đại phóng, nhắm ngay Thi Lang rồi nhẹ nhàng một quạt xuống. Lúc này đây từ trong quạt gào thét mà ra, đều không phải là thứ Hàn Lập nhìn thấy lúc trước, Hoàng Phong, mà là thứ cốt tuyết phong bay toán loạn hướng đối diện thổi tới. Xanh trắng hai màu ánh sáng đại phát, nhất thời bao trùm ánh sáng của các pháp bảo còn lại, tiếng từng trận bạo liệt oanh long long lại thỉnh thoảng từ hai người va chạm truyền ra. Thi Hỏa Thi Lang này phun ra thật đúng là sắc bén dị thường, gặp được băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình không ngờ còn có thể không rơi xuống hạ phong chút nào. Bạch Giao Di thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đồng thời trong lòng buồn bực. Quạt băng trong tay khẽ rung lên, lại lớn lên thêm nhiều lần, băng phong từ trong quạt phun ra tự nhiên uy lực tăng lên nhiều lần. Mà lúc này, bọn người lão giả đã từng thử sức qua với thi lang một lần tự nhiên sẽ không đứng nhìn Bạch Giao Di một mình cùng quỷ vật này đấu pháp. Lập tức lão giả hướng tỏa liên trạng lúc trước đã xuất ra điểm một chỉ, nhất thời trên tỏa liên phanh một tiếng, hỏa diễm màu đen tại trên tỏa liên ảo ảo nổi lên. Sau đó tỏa liên nhoáng lên, huyễn hóa ra hơn 10 hỏa liên cái độc nhất vô nhị, khoảnh khắc hình thành một lưới lửa cực lớn hiện lên trên đỉnh đầu cự lang, hung hăng ép xuống, giống như là thiên la địa võng. Mà trong miệng hắc y mỹ phụ lại lầm bẩm sau khi ba cái phi kiếm đỏ hồng run lên một trận, lại bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất, hóa thành một cây cự kiếm dài hơn một trường, kiếm khí tung hoành hung hăng chém tới. Đại hán họ nguyên sắc mặt không đổi vừa thu lại ngọc bài cầm trong tay, một cái hồ lô màu lam lại hiện ra trong tay, từ giữa phun ra một cỗ tử vụ nồng đậm dị thường, chậm rãi hướng đối diện thổi đi, cũng không biết có thần hiệu gì. Hàn lập mắt thấy mấy người còn lại xuất hết thần thông, lông mày khẽ nhíu, tay áo bảo lơ đãng rung lên, một đạo tia hồng chợt lóe lướt đi, từ trong tay áo biến mất không thấy. Bị nhiều công kích như vậy đồng thời áp chế, cự lang ngay cả thần thông không nhỏ cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi, tại không trung sau khi hỏa liên cùng cự kiếm đỏ hồng một phương gia nhập, thì hỏa lập tức bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau. Sương mù màu tím dày đặc cũng lập tức tới phía trước. Thi lang này tuy rằng linh trí không cao, nhưng bản năng trời sinh họ nhà sói vẫn có khả năng khiến nó cảm thấy nguy hiểm, lập tức quanh thân lục quang chợt lóe, thân hình chợt rút nhỏ một vòng, tiếp theo bộ lông cứng rắn trên lưng một lần nửa dựng đứng lên, sau một tiếng gầm nhẹ, một chùm lục mang dày đặc bắn nhanh ra, bao vây tất cả năm người lại. Lần này có chút ra ngoài dự kiến của mọi người, nhưng cũng không dám coi thường, đều thi triển thần thông ngăn cản trùng lục mang này, thế công trong tay tự nhiên chậm lại. Mà một chút trì hoãn này, biến dị thi lang lại đột nhiên quay đầu một cái, hướng lối vào bỏ chạy như điên. Lần này, bọn người lão giả không khỏi sửng sốt. Chương 982, sát hồn ti. Lúc này, hồng mang chợt lóe lên, một cây hồng châm quỷ dị hiện ra bên cạnh Cự Lang. Liền lúc đó, phi châm hóa thành một đạo hồng tuyến đâm thẳng vào lục diễm hộ thể của Thi Lang. Phốc một tiếng, hồng tuyến sắc bén dị thường đã xuyên thấu qua lục diễm. Cự lang kinh hãi, liều mạng cử động lang thủ, nhưng vẫn bị hồng tuyến đâm xuyên vào cổ, rồi từ một cái xương sườn khác mà đâm ra ngoài. Thi lang bị đòn đau, giống lên một tiếng giống to, từ bốn chân thi lang sinh ra những luồng hắc khí, rồi phóng đi cực nhanh, thoáng cái đã nhập vào trong âm phong, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đuổi theo, chẳng biết ai hét lớn một tiếng, trên người chúng nhân linh quang đại phát, định sử dụng độn quang đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, từ bên hông Hàn Lập bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu trầm thấp. Âm thanh không lớn, nhưng sắc mặt Hàn Lập đại biến, lật tay bắn ra mấy đạo kiếm khí màu xanh ngang dọc, hung hãn đánh về một khoảng đất rộng hơn 10 trượng. Vài tiếng huynh, ầm, ầm, nổ ra, trên mặt đất u quang chợt lóe, mấy cái tay người đen thui quỷ dị hiện lên. Ngón tay khẽ động đã làm cho mấy đạo kiếm quang văng đi dễ dàng. Cùng với âm phong mãnh liệt, bên trong mơ hồ hiện ra ba bóng người khẽ lay động chính là ba cái thây khô đã từng xuất hiện một lần trong giao lộ. Cũng không biết chúng nó có mưu đồ gì, lại có thể tránh được pháp trận ở cửa, bám theo mấy người tới đây, mà vẫn khéo léo ẩn giấu không ra. Nhưng lúc đám người Hàn Lập muốn rời đi thì một cái thây khô nhất thời sơ sẩy để lộ khí tức ra ngoài, liền bị đề hồn thú trong túi linh thú của Hàn Lập phát hiện, mới bị bức phải hiện thân. Những thây khô này tuy đều gầy đét hao hao nhau, nhưng chiều cao hình thể vẫn còn có chút khác biệt. Với trí nhớ hơn người của Hàn Lập, tự nhiên nhận ra một con nhìn quen mắt dị thường. Rõ ràng là con đã hóa thành cho bụi, sắc mặt Hàn Lập không khỏi khẽ biến, mà Hắc Y Mỹ Phụ và Bạch Giao Di bên cạnh cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Những thây khô này sao lại sống lại được, lúc ta phát hiện ra, chúng hoàn toàn là vật chết. Âm thanh kinh ngạc của Hắc Y Mỹ Phụ vang lên, xem ra nàng khi ở hang động khác đã từng phát hiện một con khác. Mà sự giật mình của Bạch Giao Di thì tự nhiên giống với nguyên nhân của Hàn Lập, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi sao vậy, các ngươi cũng nhận ra những quỷ vật này à? Hiện tại mặc những cái khác đã, trước tiên đuổi theo âm chi mã là việc quan trọng hơn. Hàn đạo Hữu thường sư muội, hai người các ngươi trước tiên lưu lại đối phó những quỷ vật này, những người còn lại cùng ta đi truy đuổi linh vật. Nếu để nó trốn được lần thứ hai, muốn tìm ra nó cũng không dễ. Lão giả họ phú tuy cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ba cái thây khô, nhưng một lòng vẫn muốn bắt được âm chi mã liền nói. Vì hắn nghĩ, bất kể là Hàn Lập cùng sư muội của hắn đối phó ba cái luyện thi quỷ dị hay là ba người bọn hắn đối phó con thi lang kia đều là không có vấn đề gì. Những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Sau khi Hắc Y Mỹ Phụ lên tiếng đáp lại và Hàn Lập cũng gật đầu, ba người lão giả họ Phú không chần chờ hóa thành độn quang bay vọt đi, trực tiếp đuổi theo thi lang đã biến mất trong âm phong. Sau khi Hàn Lập đem tinh hóa phi châm thu lại, liền cùng Hắc Y Mỹ Phụ đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn mấy cái thây khô này. Tuy rằng nguyên bản quỷ đạo thần thông quỷ dị dị thường, nhưng thi thể đã bị tịch tà thần lôi hủy diệt mà vẫn có thể tái hiện một lần nữa, thật có chút khó tin. Vì vậy tuy ngoài mặt hàn lập thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên tăng thêm vài phần cẩn trọng. Mỹ phụ thân là trưởng lão cửu U Tông, với ma công yêu quỷ công pháp hiểu rõ rất nhiều, đồng dạng cũng không dám khinh thường những thây khô này. Tuy rằng cửa kiếm màu hồng tỏa quang mang lóa mắt đang xoay tròn trên đỉnh đầu nhưng nàng cũng không có ý liều lĩnh ra tay. Hai người hàn lập bình tĩnh như vậy nhưng những thây khô đối diện nhìn ba người khác rời đi, lại kiềm chế không được. Một con thân hình lớn hơn ở giữa bỗng nhiên đi nhanh về phía trước hai bước, cùng lúc hé miệng, một sợi tơ nhỏ màu cho phun ra, trực tiếp hướng Mỹ Phụ bắn tới. Muốn chết, sắc mặt Mỹ Phụ trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Tay áo bảo rung lên, hơn 10 khối hỏa cầu liên tiếp từ trong tay áo bắn nhanh ra. Sau đó lại chỉ một tay lên cự kiếm trên đầu, cự kiếm hư không bổ xuống một nhát, một đạo kiếm khí đỏ đậm hung hăng chém xuống hiện nàng nghĩ sợi tơ nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là thi khí cô động mà thành hỏa thuộc tính công pháp vừa hay khắc chế được nó kết quả lại là một màn kinh người sau hai tiếng phốc phốc sợi tơ màu cho cứ như không xuyên thủng tất cả hỏa cầu tiếp đó hỏa quang lóe lên tất cả hỏa cầu đều biến mất không thấy đâu nữa trong nháy mắt đã bị sợi tơ màu cho hấp thụ không còn một mảnh mà kiếm quang màu đỏ chém lên vật đó so với hỏa cầu cũng không khá hơn chút nào chỉ khiến sợi tơ 10 phần bền bị nhoáng lên một chút, rồi đồng dạng bị thu nạp không thấy bóng dáng. Sợi tơ không dừng lại chút nào, hướng tới người hắc y Mỹ phụ bay đến. Mỹ phụ thần sắc cả kinh, cánh tay áo phất lên một cái, một cai tiểu thuần màu xanh hiện ra. Quang mang chấp động, tiểu thuần này đã cuồng trướng lên gấp mấy lần chắn trước người Mỹ phụ. Cùng lúc đó, khẩu cự kiếm trong không trung chợt lóe lên trực tiếp chém thẳng xuống. Linh lực pháp thuật có thể bị hấp thu nhưng lấy bản thể pháp bảo công kích tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy. Trong khoảnh khắc, Hắc Y Mỹ phụ nghĩ vậy, quả nhiên đúng như tưởng tượng, khi cự kiếm chém lên thân sợi tơ màu cho, nhất thời chặn vật ấy, buộc nó phải dừng lại. Mỹ phụ mừng rỡ, đang muốn kích phát thần thông lên thân kiếm thì, sợi tơ màu cho bỗng nhiên mơ hồ một trận, cuối cùng lấy một hóa trăm, đã biến thành hơn trăm sợi tơ màu cho. Các sợi tơ khẽ xoay chuyển, đã rậm rạp quấn chặt cự kiếm vào giữa tiếp theo một tầng giam cầm quỷ dị. Sở tơ hiện ra, hồng quang vừa cùng u quang tiếp xúc trên thân kiếm, thì đều ảm đạm đi một chút do màu hồng chuyển thành màu đen hiện lên, bộ dạng như đang bị làm cho ô uế. Nữ tử họ thường cùng cửa kiếm có liên hệ tâm linh, một chút chỉ trệ hiện ra. Lần này, lòng hắc y mỹ phô trầm xuống, không đắn đo nhiều, đột nhiên vỗ túi chữ vật, một kiện bảo vật pháp luân bàn xuất hiện ở trong tay. Nhưng còn chưa chờ nàng tế xuất ra giải vây cho phi kiếm, thì chợt nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên bên cạnh, kim hình cung sáng chói bắn ra, vừa vận kích ở trên cự kiếm. Tiếng sấm nổi lên, sợi tơ màu cho trong kim quang đứt ra từng khúc. Cự kiếm lấy được tự do, "Cảm ơn Hàn huynh đã trợ giúp." Mỹ phụ mừng rỡ vội tạ ơn, sau đó bấm quyết niệm thần chú, phi kiếm lập tức hóa thành ba đạo hồng mang bay trở về, nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Hàn lập một kích thay đối phương giải vây xong, cũng không cùng nàng này khách sáo, lại nhìn chằm chằm vào giữa không trung, cho mày bởi vì thây khô đối diện gầm nhẹ một tiếng, sợi tơ màu trong nguyên bản đã bị đánh tan không ngờ ngưng kết trở lại, chỉ trong nửa khắc hồi phục lại như lúc đầu, một lần nữa khôi phục hình dáng của sợi tơ. Lúc này hai thây khô khác thân hình nhoáng lên cũng đã phóng tới, dường như muốn đồng loạt ra tay. Hắc y Mỹ phụ nhìn thấy cảnh này, thần sắc tự nhiên không được tốt lắm, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lên nhiều sợi tơ đang ngưng lại, trong đầu linh quang trợt lóe, dường như nghĩ ra điều gì đó. Sát hồn ti, mấy thứ này đều không phải thi khí, là thi sát khí. Nàng thất thanh kêu lên, sắc mặt tái nhợt dị thường. Thi sát khí, Hàn Lập nghe thấy tên này cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi lướt qua trí nhớ trong đầu, lập tức nhớ tới trước đó không lâu, thấy trong đại diễn bảo kinh có nhắc tới vật ấy. Vừa nghĩ tới ghi chép có liên quan, sắc mặt hắn nhất thời lo lắng trầm xuống. Thứ này là một trong các quỷ đạo đại thần thông mà rất ít tu sĩ biết tới. Thi sát, tên như nghĩa, nguyên hình của nó chính là sát khí chẳng qua đây không phải là loại sát khí thường mà là sau khi người mang sát khí ban đầu bị chết sát khí trước khi tan hết cùng với thi khí kết hợp hình thành cái thứ quỷ dị này nghe nói để hình thành nó vô cùng khó ít nhất cũng là thi thể tu sĩ tu vi kết đan kỳ còn có rất nhiều điều kiện không rõ nữa mới có cơ duyên xảo hợp hình thành nhưng thi sát khí một khi hình thành có khả năng bất tử bất diệt hơn nữa còn có thể hấp thu linh khí ngũ hành và chuyên làm ô uế các loại pháp bảo pháp khí thực sự dị thường là một trong những thần thông cao cấp nhất quỷ đạo về phần sát hồn ti, hắn tuy chưa từng thấy qua, nhưng xem ra hẳn là dùng thi sát khí để thi triển thần thông loại này, thảo nào khó giải quyết như vậy. Xem ra ngay cả dùng tịch tà thần lôi của hắn đánh tan vật này, cũng không cách nào diệt trừ tận gốc. Khi Hàn Lập nháy mắt sắp thông suốt tất cả suy nghĩ thì ba cái thây khô này đồng thời duỗi hai tay, từ mười ngón tay cong lại bắn ra, một dòng cho bụi theo đầu ngón tay bắn nhanh ra. Hắc Y Mỹ phụ hít sâu một hơi, pháp luân cầm trong tay thoáng cái xuất ra, đồng thời trong miệng niệm từng đợt từng đợt các âm thanh chú ngữ. Sau khi Pháp Luân quay tròn trong không trung, bỗng nhiên bắn ra linh quang bảy màu hóa thành một màn ánh sáng đem cả hai người bao phủ lại. Linh quang bảy màu, Pháp bảo Phật môn, Hàn Lập Nguyên bản đang giơ tay lên, trong tay đã chấp động hồ quang kim sắc, vừa thấy cảnh này, động tác trên tay không khỏi dừng lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát hồn ti này nhanh không gì sánh được, trong chớp mắt đã đánh tới màn ánh sáng bảy màu, nhưng cuối cùng bị chắn ở bên ngoài, không xuyên qua được. Hàn Lập cũng không ngạc nhiên, công pháp Phật Môn Nguyên bản chuyên khắc chế quỷ đạo thần thông, sát hồn ti này cho dù sắc bén, nhưng gặp phải Phật Môn linh quang cũng không có khả năng bài trừ được trong thoáng chốc. Trái lại, mỹ phụ này thân là trưởng lão ma môn mà lại có bảo vật Phật Môn lại làm Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Ba gã thầy khô thấy sát hồn ti nhất thời không có hiệu quả, nhưng cũng không dừng tay, ngược lại mười ngón tay rung lên một hồi, lập tức vô số sợi tơ màu bạc biến ảo ra bốn phía tiếp đó tầng này kề tầng khác quấn trên màn ánh sáng bảy màu, có ý đem hai người vây khốn trong đó cho tới chết. Hàn quang trong mắt hàn lập trượt lóe, hai tay trả sát đồng thời đưa lên. Hai đạo kim hình cung lớn từ lòng bàn tay phun ra, kích ở trên màn ánh sáng. Một tiếng đùng, vang lên, một tầng điện võng kim xa kình thành ở mặt ngoài, trong nháy mắt đem sợi tơ sắc cho bên ngoài đánh thành cho bụi, biến thành vô hình. Ba cái thây khô thấy vậy, cũng không thèm để ý, trong tay vẫn liên tục phun ra sát hồn ti mới, cho bụi bị đánh tan lúc nãy một lần nữa ngưng kết lại. Thường đạo Hữu hãy để ta ra ngoài. Hàn lập ngắn gọn nói, tiếng sấm vang lên, phía sau hắn đột nhiên hiện lên hai cánh màu bạc. Hắc y Mỹ phụ nghe Hàn lập nói như vậy, đang kinh hãi muốn khuyên can thì thấy trạng thái kỳ dị của Hàn lập, liền lập tức nuốt lại lời muốn nói, từ một nơi trên màn ánh sáng, nhất thời nứt ra ra một cái khe. Cùng lúc đó, hai cánh nhất động, Hàn lập trong ngân quang không thấy bóng dáng. Ba cái thây khô đã mở ra linh trí, thoáng cái vô ý thức dừng lại hoạt động trong tay, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh. Ngay một khắc sau đó, ở phía sau chúng mấy trượng, ngân hình cung chợt lóe lên, thân hình hàn lập hiện ra. Ba cái thây khô không cần suy nghĩ, mười ngón tay bắn ra, hơn mười đạo sát hồn ti bắn thẳng đến hàn lập. Hàn lập căn bản không né, mà hé miệng ra, ba đạo kim mang từ trong miệng liên tiếp phun ra, trực tiếp nhắm ba cái thây khô đánh tới. chương 983, Ngân Xí giả dạ Xoa, lấy tốc độ mà nói, hiển nhiên kim mang do hàn lập xuất ra so với hồn ti vẫn nhanh hơn một chút ngay sau đó ba tiểu kim kiếm đã cắm vào lồng ngực tam thi mà cùng lúc đó hồn ti cũng đã tới ngay trước mặt hàn lập chuẩn bị quấn lấy người hắn nhưng hàn lập lại quát khẽ một tiếng một tầng thất sắc quang mang hiện ra bụi ti đụng chúng quầng sáng này nhất thời bị ngăn lại thất sắc linh quang hắc y mỹ phụ ở phía xa thấy cảnh này không khỏi sửng sốt hàn lập sắc mặt không đổi lui xa khỏi tam thi ầm 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 ba tiếng sét vang lên ba thanh tiểu kim kiếm đồng thời bắn ra một đạo kim hồ, trong khoảnh khắc hiện ra điện võng vây lấy tam thi, hồ quang bắn ra từ phía. Tam thi một tiếng rên cũng không có, nhất thời thân thể trong kim hồ bạo liệt thành hư ảo, sau đó ba đạo hắc khí xuất hiện. Ba đạo khí này vừa bị kim hồ đánh tan lại tiến hành tự dung hợp, tuy bị ích tà thần lôi kiềm chế nhưng vẫn có khả năng tái sinh, giống như bất tử chi thân. Hàn lập thấy thế thì nhướng mày, đó mới chính là bản thể của luyện thi, không ngờ bọn chúng lại đem sát khí dung hợp thành một thể, trong thời gian ngắn có lẽ khó có thể diệt sát chúng nó. Chỉ nên dùng phép cấm chế, tạm thời phong ấn chúng. Hắc Y Mỹ phụ thấy Hàn Lập đắc thủ lập tức mừng rỡ thu lại quang mạc bay đến, thấy tình thế như vậy liền lên tiếng đề nghị. Cũng chưa ổn lắm, đám tà vật này còn không biết còn ẩn chứa thần thông quỷ dị gì, cấm chế bình thường chỉ sợ không thể phong ấn được. Hay là cứ làm cho xong thì hơn, làm cho xong, Mỹ phụ kinh ngạc, còn chưa kịp hiểu ý tứ thì Hàn Lập đã vỗ vào túi linh thú bên hông, một đạo ô quang bắn ra xoay một vòng dừng lại trên mặt đất hiện ra một hắc tiểu hầu đề hồn thú đề hồn thú bị thi khí thu hút lập tức trở nên hưng phấn không chờ hàn lập ra lệnh đã hiện hình hướng về phía trước dùng mũi hừ một cái nhất thời một đạo hà quang từ mũi phóng xuất ra hà quang đem cả kim hồ cùng hắc khí tất cả thu vào sau đó liền thu nhỏ lại rồi chui vào miệng đề hồn thú đề hồn thú sau một hồi điên cuồng cắn nuốt hai tay xoa bụng hưng phấn nhảy dựng lên tựa hồ vô cùng vui mừng Mỹ Phụ đứng bên kia thì há hốc mồm cả kinh, linh thú có khả năng cắn nuốt linh hồn quỷ vật trên thế gian tuy không nhiều lắm nhưng không phải là không có. Nhưng giống như tiểu hầu trước mặt có khả năng dễ dàng đem quỷ vật sát khí nuốt vào, thì nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Hơn nữa tiểu hầu này lại có thần thông cắn nuốt quỷ vật như linh thú vậy, chỉ có Bích Tình Linh Viên là có khả năng này, nhưng nhìn thế nào thì bộ dáng của tiểu hầu này cũng không giống. Trong lúc Mỹ Phụ còn đang run sợ, Hàn Lập liếc nhìn đề hồn thú, thấy nó vẫn vô sự nên yên lòng hắn cũng không thu hồi linh thú ngay, suy nghĩ một hồi lại vẫy tay một cái. Đề hồn thú lập tức lộn một vòng, nhu thuận ngồi xổm lên vai hàn lập. Đi thôi, không biết bọn phú huynh truy bắt âm chi mã ra sao rồi. Hàn lập lướt mắt nhìn hắc y mỹ phụ, nhàn nhạt nói. Chắc cũng không mất thời gian lắm, thi làng đã bị hàn huynh đánh bị thương không thể đi quá xa, hơn nữa còn có hai vị đạo hữu nguyên, bạch tương trợ. Nữ tử họ thường cố gắng áp chế tò mò về đề hồn thú, mỉm cười đáp. Hàn lập khẽ cười, đang muốn nói tiếp bỗng chấn động mỹ phụ đối diện đang mỉm cười cũng biến sắc hai người thất kinh nhìn nhau tay áo bảo hàn lập run lên mỹ phụ cũng động tay vào túi chữ vật lật một cái lấy ra một cái trận bàn ấn ký của nguyên đạo hiếu đã biến mất thường đạo hiếu phần của ngươi thế nào hàn lập hít sâu một hơi ngưng trọng hỏi ấn ký mà ta hạ trên người nguyên đạo hiếu cũng đã biến mất chẳng lẽ đã gặp chuyện nhưng chúng ta cùng bọn họ mới chia tay không lâu hắc y mỹ phụ lên tiếng vẻ mặt khó có thể tin được không rõ lắm, có thể phú huynh gặp phải cường địch hay nguyên đạo hữu bị cấm chế vây khốn, có một vài cấm chế có thể ngăn cản pháp thuật của chúng ta. Hàn Lập chấn định trả lời, Hàn đạo hữu đã nói vậy, hay là chúng ta mau nhanh quá đó xem sao? Theo tiêu ký mà nhìn, bọn họ hẳn là chưa đi quá xa. Hắc y Mỹ phụ có chút lo lắng nói, Hàn Lập không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người hóa thành hai đạo thanh quang bay về hướng thông đạo. Sau khi đi qua liên tục 7-8 thông đạo, bay thêm 10 dặm nữa, trước mặt hai người bỗng trở nên sáng ngời, phía trước không ngờ lại là một nơi trống trải, khắp nơi đều là khoáng thạch. Hai người cẩn thận đi tới, độn tốc cũng dần chậm lại. Nhưng sau khi đi hơn trăm trượng, khoáng thạch cũng dần biến mất, lại xuất hiện một quảng trường nhỏ. Ở giữa quảng trường mà một thúy lục cự trúc, đỉnh trúc phóng thẳng lên đỉnh động không thấy bóng dáng, phía dưới lại bố trí một cự trận cơ hồ trải khắp quảng trường, mà bốn phía lại có hơn 15 cột đá, trên mỗi cột dùng xích sắt trói một hắc kiền thi, cùng với dạng lúc trước hàn lập thấy qua giống nhau tất cả đầu bị mổ bụng phanh ruột mà khiến cho hàn lập cùng mỹ phục giật mình chính là dưới thúy trúc xuất hiện một lục mao địa nhân quái vật này ngồi tại đó bàn tay đang kéo theo một thi thể không đầu đầu thì đang cúi xuống nhai thứ gì nhìn phục sức ăn mặc của thi thể rõ ràng là của đại hán họ nguyên cạnh lục mao quái vật còn có một quái vật to lớn rõ ràng là cùng loại với thi lang lúc trước không ngờ được trên tay của quái vật kia chính là đầu của đại hán họ nguyên kia Giờ đã hoàn toàn vô hồn, không còn một tia sinh mạng. Mà Âm Chi Mã còn đang nằm bất động cạnh Thi Lang. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập phát lạnh, sắc mặt Hắc Y Mỹ phụ tái nhợt, đôi mắt khẽ đảo xem qua mọi nơi xung quanh, sau đó kinh hãi kêu khẽ một tiếng. "Phú sư huynh!" Lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào không trung, thần tình vô cùng kinh hãi. Hàn Lập nhìn theo, lúc này mới phát hiện tại không trung hai bên quảng trường có hai cái kén xám đang trôi nổi phiêu phù, mà bên ngoài là một tầng sợi tơ màu xám chính là sát hồn ti vừa mới được kiến thức qua. Mà trình độ kết thành một lớp dày đặc thế này, kiền thi lúc trước không thể sánh được. Mà hai kén này, một thì không ngừng bạo liệt vang liên tiếng oanh long long, còn cái kia lại yên lặng đến kỳ lạ. Thoạt nhìn thì phú lão giả cùng bạch giao di đang bị nhốt tại đó, xem ra vẫn còn sống. Nhưng chỉ trong khoảng nửa khắc, ba gã tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ một chết hai bị bắt, tuy hàn lập vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ. Hắc Y Mỹ phụ mặc dù quan tâm đến tình hình của lão giả họ Phú nhưng cũng biết đây không phải lúc thích hợp để cứu người. Sau khi nhìn qua cái kén xám, nàng liền thu ánh mắt lại nhưng tay áo lại lơ đãng run lên, đem Phật môn pháp luân cầm trên tay. Nhưng lục mao quái vật kia vẫn không để ý đến hai người, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn không ngừng. Rắc, rắc hai tiếng giòn giã vang lên, một cánh tay trên thi thể đã bị quái vật kéo xuống, thuần thục bỏ vào miệng. Nhìn thấy phần huyết nhục mơ hồ còn lại trên thi thể của đại hán họ Nguyên, đồng tử hàn lập co rụt lại, hai mắt nổi lên lam mang. Mà lúc này, đề hồn thú đang ngồi trên vai hắn lại phát ra tiếng thét bén nhọn, cả bộ lông toàn thân dựng hẳn lên, gắt gao nhìn lục mau quái vật, bày ra tư thế chiến đấu. Hàn lập thông qua minh hồn châu trong cơ thể, khẽ cảm ứng được sự kích động của linh thú, không ngờ hơn phân nửa trong đó là sợ hãi, bộ dáng như gặp phải thiên địch. Hàn lập lại càng cẩn trọng, lục mau quái vật vừa nghe tiếng thét của đế hồn thú, động tác trong tay dừng lại, sau đó siêu một tiếng, tàn thi của đại hán lập tức bay thẳng ra ngoài hơn 20 trượng mới đập mạnh xuống đất. Hàn lập cùng Mỹ phụ thấy thế sắc mặt khẽ biến, không ngờ khí lực quái vật này lại lớn như thế, lục mau quái vật không chút hoang mang, ngẩng đầu đi tới. Lúc này Hàn Lập mới thấy rõ bộ dáng của nó, lục mau quái vật này khuôn mặt xấu xí, phảng phất như khỉ và vượt, nhưng khi nhìn kỹ lại khác xa. Răng nanh của nó không những dài hơn tất mà còn sắc nhọn vô cùng. Hơn nữa trên miệng quái vật đầy máu tươi, đôi mắt ngân bạch lóe sáng phảng phất như không có đồng tử, hình tượng quả thật vô cùng quỷ dị. Hơn nữa Hàn Lập lưu tâm ở chỗ, thân sau quái vật không ngờ lại loáng thoáng hiện lên hai khối thịt nhô cao, nhìn như hai cái bánh bao. Lục Mao quái vật nhìn hai người ánh mắt không ngừng đảo qua lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đề hồn thú trên vai Hàn Lập, trên mặt lại lộ ra một biểu tình cổ quái, thoáng như kinh ngạc, lại giống như mê hoặc. Đế hồn thú này bị lục mau quái vật nhìn chăm chú, cả người co lại, lông trên thân cũng không tự chủ trồng ngược lên sau đó nó trực tiếp nhảy đến trước người Hàn Lập, hai tay vỗ vào trước ngực, hắc mang quanh thân đại phóng, thân hình phóng đại lên. Trong nháy mắt, một con vượn lớn to hơn 10 trượng hiện ra, trên lưng mang đồ án huyết sắc ác quỷ vô cùng rõ ràng, trông sống động như thực sự tồn tại vậy. Sau khi để hồn thú biến thân, lục mau quái vật tựa hồ cảm giác được điều gì, thân hình bỗng lùi lại vài bước đồng thời hai vai run lên. Phần phật hai tiếng, hai cái bánh bao sau lưng vươn dài ra thành một đôi cánh, ngân quang chói lòa ngân xí giả xoa hắc y mỹ phụ bật thốt danh sưng của lục mao quái thú đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ kinh hoàng sắc mặt hàn lập cũng trắng bệch ngân xí giả xoa đây chính là các bậc luyện thi gần đến kim thân nguyệt thi tồn tại trên nhân giới nói cách khác đây là một loại quái vật khủng bố có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ còn nghe đồn rắn nếu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cùng nó tranh đấu hơn phân nửa là chịu thất bại bởi vì luyện thi đã đến mức này có thể dùng ngân xí phi thiên lên ngoài 9 tầng trời hoặc lui xuống hoàng tuyển âm giới, lại được trời cho hai loại thần thông phong, thổ. Hơn nữa chẳng những thân thể rắn chắc vô cùng mà còn tinh thông ảo thuật. Một đôi vô đồng ngân mục nhưng có thể khiến tu sĩ thần thức không đủ mạnh bị mê hoặc, ngoan ngoãn chịu lệnh nó mà không biết. Các tư liệu về ngân xí giả dạ xoa nhanh chóng lướt qua đầu hàn lập, cứ mỗi lần nhận thêm một tin là môi hắn lại cắn chặt hơn. Không ngờ sau ba tên kia lại có thêm hai người dẫn xác đến. Ta cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm không được nếm mùi huyết nhục tươi sống, hôm nay có thể một lần ăn thống khoái rồi. Ngân xí giả dạ xoa hai cánh sáng ngời vung lên, không hề sợ hãi khí thức của đề hồn thú, ngược lại còn nói một câu tiếng người. Nhưng lời nói lại vô cùng dị thường, cơ hồ khác xa nhân loại. mươi 984, Ngân Đồng Nguyễn Thuật, Hàn Lập nghe xong lời ấy, khóe miệng vô ý co lại một chút, bỗng nhiên đánh ra một phát. Hai lưới kiếm chợt lóe sau đó bắn ra, mục tiêu chính là hai cái kén lớn màu xám trên không. Sau khi biết quái vật trước mắt không dễ dàng giải quyết, Hàn Lập trong lòng lập tức tồn tại ý nghĩ cứu hai người ra trước. Nếu là bốn người liên thủ lại, tự nhiên tần suất thắng lợi sẽ tăng nhiều. Phía đối diện, ngân sĩ giả dạ xoa nhìn thấy cảnh này, thân hình tuy không động, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Trong ngân nhãn, quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, bỗng nhiên từ trên hai bụi kén đều hiện ra một cái bàn tay lớn màu xám, chặn ngang hướng hai đạo kiểm mang chộp tới, động tác cực nhanh không gì sánh được. Hàn Lập không kịp đề phòng, rốt cuộc làm cho hai thanh phi kiếm bị sát hồn ti hóa thành đại thủ giam lại trong đó. Hàn Lập mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng cũng không hề hoảng hốt, thần niệm khẽ động, ở giữa hai bàn tay màu xám liền đột ngột vang lên tiếng sấm. Ẩn ẩn kim quang chấp động, hai thanh phi kiếm phóng ra tịch tà thần lôi, liền đem sát hồn ti đánh thành từng mảnh phóng ra tán loạn, trong nháy mắt liền từ bên trong phá khốn mà ra. Nhưng là đúng lúc này, từ giữa cái kén bay ra dày đặc sợi tơ xám, nhiều tầng dày đặc chụp xuống. Mà cùng lúc đó, một cổ khí xám cũng từ trong đại thủ tràn ngập ra khắp nơi, lại lần nữa ngưng kết thành lưới. Hai thanh phi kiếm trong lúc nhất thời bị vây chết tại trong đó. Hàn lập nhướng mày, trong tay áo hai tay nắm chặt quyền, nhất thời toàn thân kim quang lóe ra, tiếng sấm nổi lên. Một tầng điện võng vàng rực trên người hiện ra, làm cho hắn giống như lôi thần hạ phàm. Ngân sĩ dạ xoa vốn đang nhìn chằm chằm vào đê hồn thú, xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng về phía Hàn Lập, trên mặt hiện ra một tia kinh dị. Có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể phá vỡ sát hồn ti của ta, mà ba cỗ thi sát phân thân của ta cũng là bị ngươi hủy diệt. Ngân sĩ luyện thì dĩ nhiên không mang theo tình cảm nói. Đích thật là ta diệt, lời nói, việc làm của người cùng nhân loại chúng ta giống nhau, xem ra linh trí phi thường cao. Cũng nên cân nhắc một ít lợi hại đi, việc khác ta không nói nhiều, người nếu giao ra âm chi mã, phóng thích hai người đồng bạn của ta, chúng ta có khả năng lập tức rời khỏi nơi này. Hàn lập sau khi liếc mắt tàn thi của đại hán họ Nguyên, rồi lại chỉ âm chi mã lạnh lùng nói. Đúng lúc này, đề hồn thú hóa thân là cử viên cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, phần lưng ác quỷ nổi lên đồ án huyết mang chói mắt, cũng lộ ra vài phần ý tứ uy hiếp. Người muốn vật nhỏ này, đương nhiên có thể, đem đồng bạn của người thả ra, tha các người rời đi, cũng không phải là không thể ngân xí giả dạ xoa lại không chút do dự nói. Người thật sự đáp ứng. Hắc y Mỹ phụ đã đem pháp luân tế tới giữa không trung, nghe được việc này, thần sắc trở nên vui vẻ. Thế nhưng Hàn Lập một lời cũng không nói ra, ta đáp ứng những điều kiện như vậy, các ngươi lại chỉ cần đáp ứng ta một cái liền có thể. Các ngươi có thể rời đi nơi này, nhưng con linh thú này nhất định phải lưu lại. Ngân xí giả xoa vươn một ngón tay chỉ vào hắc sắc cử viên, ngân nhãn chuyển động vài cái nói. Hắc y Mỹ phụ nghe vậy ngẩn ra, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Muốn lưu lại linh thú của ta, Ngươi nằm mơ đi, Hàn Lập lại nở nụ cười lạnh, vậy các ngươi cũng đừng đi, đồng loạt lưu lại chỗ này làm thức ăn đi. Ngân xí giả xoa vừa thấy Hàn Lập cự tuyệt, lập tức vẻ mặt giữ tợn trở mặt, khóe miệng răng nanh bỗng dài ra gấp đôi, đồng thời hai mắt phun ra vạn đạo ngân mang bay tới. Cẩn thận ảo thuật của nó, từ giữa một cái kén xám đột nhiên truyền đến lời nhắc nhở của lão giả học phú. Nhưng âm thanh lúc có lúc không hơn nữa tùy thời tắc nghẽn mà chấm dứt. Những lời này, hiển nhiên nói ra có phần đã muộn ngân nhãn trói mắt cho dù hàn lập có được minh thanh linh mục hai mắt cũng theo bản năng nhắm lại hắc y mỹ phụ nhìn thấy cảnh này tức thì bị một trận choáng váng càng không thể không ngay lập tức nhắm lại hai mắt bất hảo tại lúc nhắm lại hai mắt thì hàn lập liền thầm kêu một tiếng kết quả đợi hai người mở ra mắt ra thì quả nhiên hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên đại biến chẳng những quảng trường kén sám các thứ hết thảy không thấy bóng dáng bốn phía tất cả đều biến đổi là thành một vùng không nhận ra ngân xí giả xoa càng chẳng biết nơi nào. Ảo thuật dường như cấp bậc cũng không thấp, Hàn Lập thì thào nói, có thực sự là thấp hay không thấp cũng phải thử qua mới biết được. Hắc y Mỹ phụ nhíu mày nói, nàng lo lắng lão giả họ phú hình như đã trở nên suy yếu dị thường, lại càng không muốn chờ đợi thêm nữa, đột nhiên một ngón tay chỉ vào đầu Phật môn Pháp Luân. Phốc phốc vài tiếng, Pháp Luân linh quang phóng ra, mấy đạo thất sắc quang trụ về thời phun ra, thoáng chốc bay vào giữa sương mù dày đặc rồi không thấy bóng dáng nhưng dường như là một đi không trở lại, chút phản ứng cũng không có. Hắc Y Mỹ phụ thần sắc trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều tháo xuống túi linh thú bên hông, nhanh chóng hướng tới không trung ném đi, hai tay bấm một đạo pháp quyết. Nhất thời trong miệng túi rung lên, từ bên trong phun ra một cổ hào quang đỏ đậm, hóa thành một đàn phi xà bay đến. Đàn phi xà này hình thể không lớn, chỉ sắp xỉ một thước, nhưng mỗi con trên đầu đều có màu. Toàn thân xà rực rỡ lóng lánh đỏ bừng, vừa nhìn thì đều biết không phải linh xà bình thường. Mỹ phụ trong miệng niệm niệm bỗng nhiên hướng đàn phi xà đánh ra mấy đạo hồng sắc pháp quyết. Nhất thời tất cả phi xà há miệng, vô số ngọn lửa thoát khỏi miệng rồi trong nháy mắt điên cuồng bay ra, sau đó cháy lên bừng bừng. Một biển lửa trong nháy hình thành, bắt đầu hợp lại cuộn trào dâng lên mãnh liệt. Mắt thấy Mỹ phụ hành động, Hàn Lập cũng không có xuất thủ hay nói cái gì, mà nhân cơ hội này, mắt không biểu tình đánh giá khắp nơi, trong mắt hiện rõ vẻ bình tĩnh. Tại trên cao mấy trượng một giải lửa hình thành trong nháy mắt, vốn bầu trời đang xám xịt chợt phong vân đại biến, bỗng chốc trở nên đen như mực không nhìn thấy gì. Ngân quang chợt lóe, trong màn sương hiện ra hai cái yêu nhãn thật lớn, mỗi một cái đều sắp xỉ một trường, ngân quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là vô đồng ngân nhãn của ngân xí dạ xoa. Cũng không biết làm thế nào biến thành lớn như vậy, rát rát tiếng cười quái dị từ không trung truyền đến, sau đó giữa cặp mắt khổng lồ phun ra hàng loạt ngân quang, từ trên xuống vừa lúc đánh lên phía trên biển lửa. Một màn quỷ dị xuất hiện, nơi mà ngân quang quét qua bất kể lửa cháy bừng bừng hay là phi xa dưới một chiêu hết thảy đều biến mất giống như tự nhiên bốc hơi vậy biển lửa khắp nơi trong nháp mắt liền biến thành không có nhìn thấy cảnh tượng khó tin như thế hàn lập sắc mặt không thay đổi nhưng hắc y mỹ phụ sắc mặt đại biến lại xuất ra một đạo hồng sắc phi kiếm nhắm ngay ngân nhãn trên không chém tới liên tục nhưng giống như dã tràng xe cát nửa điểm tác dụng cũng không có lần này tâm của mỹ phụ trầm xuống hiển nhiên ảo thuật này rất lợi hại dường như còn vượt qua cả dự liệu của nàng có thể trừ bỏ hay không nàng nhưng một điểm nắm chắc cũng không có lúc này trên không tiếng cười quái gì cứ tiếp tục không ngừng đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn dần dần giống như tiếng sấm nổ ra mà cùng lúc đó ngân nhãn một cái nối tiếp một cái hiện lên mỗi một cái đều khổng lồ như nhau sau một lúc lâu không chỉ bầu trời tràn đầy yêu nhãn thậm chí giữa bốn phía sương mù cũng chấp động nổi lên ngân mang mà ngay sau đó tất cả yêu nhãn bỗng nhiên ngân quang chợt lóe đồng thời hình dáng đại biến hóa thành một loạt trăng lưỡi liềm tiếp theo giữa hắc khí bốn phía đồng thời truyền đến trận trận kêu to tiếng bước chân nặng nề vang lên phảng phất như có quái vật gì sẽ từ trong sương mù mà phóng ra hàn huynh người có biện pháp phá bỏ thuật này không hắc y mỹ phụ rốt cục thiếu kiên nhẫn xoay mặt hỏi nàng đã nghĩ kỹ lắm nếu là tới hàn lập thần bí dị thường mà cũng không cách nào khả thi thì không thể không tổn hao máu huyết thi triển bí thuật một lần rồi hàn lập không có lập tức trả lời nàng cái gì mà trực tiếp nhất nắm tay lên một đạo kim hồ ầm ầm từ trên cánh tay xuất ra sau một tiếng nổ mạnh kim hồ chợt bắn ra vừa lúc đánh vào những mặt trăng lưỡi liềm mới vừa hiện ra ở giữa sương mù kết quả sau một tiếng ầm vang mặt trăng cùng kim hồ rốt cuộc đồng thời bạo liệt ra các mặt trăng khác hầu như đồng thời đổ xuống vô số ngân quang bốn phía lại một lần nữa trở nên trói mắt dị thường hắc y mỹ phụ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng không tự chủ được nhắm mắt lại nhưng đợi thân hình ổn định rồi, lại phát hiện chính mình đã lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân rộng. Cái gì hắc phụ, chẳng sao hết thảy đều biến mất không thấy. Mỹ phụ trong lòng thở phào một hơi, nàng lịch duyệt phong phú, đối với điều này cũng không có ngạc nhiên lắm. Mà đối diện, ngân xí giả dạ xoa đứng ở dưới thúy trúc phẳng phất cước bộ chưa động một cái. Nhưng ở sau lưng một cái ngân xí lại từ phía sau rỗi ra che ở trước người, đúng lúc đem một đạo kim hồ chắn ở bên ngoài hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Mỹ Phụ chú ý tới chính là, trên lục mao thủ trưởng của quái vật, không biết khi nào nâng lên một mặt hắc kính quay về phía hai người. Kính không lớn nhưng toàn thân chấp động yêu dị ôm mang, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy toàn bộ tâm thần bị hút vào trong đó. Thật sự là tà khí mười phần, người có thể ở giữa ảo thuật còn có thể tìm được vị trí của ta. Điều này cũng có chút kỳ quái, ta có tà nguyệt huyến kính phụ trợ, ngân đồng ảo thuật uy lực tối thiểu cũng cường hãn hơn phân nửa cũng không phải là nói thần thức cường đại có thể bài trừ. Vừa rồi trong ảo thuật, ánh mắt của ngươi có chút cổ quái. Chẳng lẽ tu luyện qua linh nhãn bí thuật đặc thù, ngân xí dạ xoa trong miệng nhàn nhạt nói, ngân xí tùy ý vung lên, kim hồ cũng bị dễ dàng bị đánh tản đi. Hàn lập nghe xong lời này, lại cười lạnh một tiếng. Căn bản không có trả lời ý kiến đối phương mà tay áo rung lên. Nhất thời trong tay áo một tiếng thanh minh nổi lên, hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm như ong vỡ tổ không cố định bay ra, hóa thành một đạo kim quang bay lượn trước người, đồng thời sau lưng oanh một tiếng vang lên, một đôi ngân bạch sắc vũ xí hiện ra. Mà Hàn Lập còn không chịu ngừng tay, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên há miệng phun một hơi. Một khỏa tuyết bạch châu tử bị một đoàn tử hỏa bao vây bay ra bên ngoài cơ thể, quay tròn trước người chuyển động không ngừng. Hạt châu vừa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường ở đây nhất thời nhiệt độ ngay tức khắc hạ xuống, phảng phất làm cho người ta như là ở giữa thế giới băng tuyết vậy lúc trước khi hàn lập xuất ra kiếm quang thì ngân xí giả dạ xoa vẫn không chút lay động đến khi hàn lập sau lưng xuất hiện vũ xí thì quái vật này trên có một tia kinh ngạc viên tuyết tinh châu bị tử la thiên hỏa bao vây cũng xuất hiện sau khi hiển lộ ra một cỗ uy lực đáng sợ nó rốt cục nét mặt ngưng trọng hẳn lên